Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 66. Vừa lùi đã khiến quyền của cô bé trực tiếp thất bại. Thế nhưng, không gian nơi ban đầu mà ông lão áo trắng đứng đã trở thành một vùng tăm tối. Cô bé nhìn ông lão ở phía xa, cô bé cầm cây kẹo hồ lô nhấm nhi, sau đó nói, ông già, dám đỡ một quyền ta không? Ông lão nhìn cô bé chằm chằm, người đừng có kiêu ngạo. Sức mạnh của thần điện ta, người không bao giờ có thể tưởng tượng nổi đâu. Kẻ mạnh mồm. Cô bé lắc đầu, ngay sau đó đột nhiên cô bé biến mất. Bù. Trong sân vang lên tiếng xé rách. Ở phía xa, sắc mặt ông lão áo trắng thay đổi, ông ta lùi mạnh về sau, cùng lúc đó, ông ta lấy ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa vàng đó bỗng chốc đã hóa thành một luồng ánh sáng vàng phóng về phía cô bé. Vù 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 vù. Trong chốc lát, không gian xung quanh cô bé lập tức bị thiêu đốt. Thấy vậy, Diệp Huyên ở bên dưới chợt biến sắc, mà ngay lúc ấy, một cô bé đã đi ra từ bên trong ngọn lửa đó. Không hề tổn thất gì. Diệp Huyên lập tức thở phào, đồng thời trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, thân thể cô bé này thật sự quá kinh khủng. Lúc này, Giản Tự Tại ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, thân thể cô bé đã trở nên hư ảo một phần rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn sang cô bé, ngay sau đó, sắc mặt hắn đã thay đổi bởi vì hắn phát hiện, đúng là thân thể cô bé đã trở nên hư ảo khá nhiều rồi. Mà ngay lúc đó, ông lão đột nhiên giống lên, vạn pháp tiêu hồn. Vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên chấn động, rất nhanh sau đó. Không gian trong vòng vạn dặm xung quanh xuất hiện những ký hiệu màu vàng kỳ dị. Ngay sau khi những ký hiệu màu vàng đó xuất hiện, từng luồng sức mạnh thần bí đã xuất hiện ở xung quanh. Lúc này, Giản Tự Tại bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nhíu mày, không tốt. Diệp Huyên vội hỏi Giản Tự Tại, sao vậy? Giản Tự Tại trầm giọng, những sức lực đó đang gia tăng tốc độ tan biến linh khí trong cơ thể bọn họ. Diệp Huyên nhìn cô bé và lão tổ nhà Hiên Viên với cả lão tổ Vu tộc, lúc này thân thể ba người họ đang càng lúc càng trở nên hư ảo. Cách đó không xa, lão tổ nhà Hiên Viên nhìn ông lão áo trắng, thần điện ngươi thế mà lại có được bản lĩnh thế này. Ông lão áo trắng không quan tâm đến lão tổ nhà Hiên Viên, ông ta nhìn cô bé chằm chằm, đang định nói thì ngay lúc ấy, đột nhiên cô bé lại cất kẹo hồ lô, cô bé nhìn ông lão áo trắng ta rất tức giận. Vừa dứt lời, cô bé đạp mạnh chân phải. Dưới chân, một mảng không gian bị vỡ nát, trong chớp mắt, mấy người Diệp Huyên lập tức bị chấn động lùi ra xa đến gần trăm trượng. Chỉ có duy nhất Giản Tự Tại vẫn còn đứng bất động ở chỗ cũ. Còn lão tổ nhà Hiên Viên và lão tổ Vu tộc cũng lùi đến mười mấy trượng. Khoảnh khắc cô bé biến mất, sắc mặt ông lão áo trắng liền thay đổi, ông ta quay người muốn chạy. Mà lúc này tốc độ của cô bé đã tăng lên gần gấp đôi so với lúc nãy. Thấy vậy, ông lão áo trắng hoảng hốt trong lòng, ông ta xoay tay phải, một tấm khiên lớn màu đen chợt xuất hiện trước mặt ông ta. Ngay khi tấm khiên vừa xuất hiện, một luồng sức lực kinh người đột nhiên ngưng tụ từ bên trong, không gian xung quanh lập tức bắt đầu sôi trào dữ dội. Không chỉ vậy, trên tấm khiên đó còn xuất hiện một cái mai rùa màu đen, bên trai mai rùa được khảm một lá bùa màu đen. Lá bùa xoay tròn, luồng sáng đen bay khắp xung quanh. Bảo vật đăng phong cảnh. Lúc này, quyền của cô bé đã tới. Một vùng không gian trong không gian đột nhiên đổ nát, biến thành một mảng tối đen. Mọi người nhìn lên không trung, lúc này, ông lão áo trắng kia đã lùi đến hơn nghìn trượng, không những thế, cơ thể ông ta đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại linh hồn. Hơn nữa, linh hồn này cũng vô cùng mờ ảo, gần như là trong suốt. Còn về bảo vật đăng phong cảnh vừa nãy ông ta vừa lấy ra thì đã hóa thành cho bụi, một chút cũng không còn sót lại. Ông lão áo trắng nhìn cô bé phía xa, vẻ mặt ông ta hoàn toàn đờ đẫn, ngươi, rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Lúc này ông ta thật sự rất hoảng sợ. Bảo vật vừa nãy là đăng phong cảnh đấy. Là đăng phong cảnh. Thế nhưng một quyền đánh ra đã bị đánh tan mất rồi. Đây là chuyện mà người làm được sao? Cô bé không nói gì, cô bé đang định ra tay lần nữa thì lúc đó, đột nhiên cô bé nhíu chặt mày, bởi vì cơ thể cô bé đang biến mất với tốc độ vô cùng nhanh. Linh hồn. Đây chẳng phải là bản thể của cô bé, thậm chí ngay cả linh hồn cũng chẳng phải. Cô bé trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn chân trời phía xa,
nhẹ giọng nói, không thể chơi được nữa. Vừa dứt lời, cơ thể cô bé đã hoàn toàn biến mất. Mà ở bên dưới, lão tổ nhà Hiên Viên và lão tổ Vu tộc cũng ngay lúc này đã hoàn toàn trở nên hư ảo, không lâu sau hai người cũng lập tức biến mất không dấu vết. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức nặng nề. Hắn không ngờ được, thần điện này lại có trận pháp tà môn như vậy. Ha ha! Ngay lúc này, ông lão áo trắng trong không trung đột nhiên cười dữ tợn, Diệp Huyên, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói rồi ông ta nhìn Trần Biệt Giang của kiếm võ môn ở phía dưới, gọi tổ, chỉ cần kiếm võ môn ngươi khống chế được cô gái bên cạnh hắn thì hôm nay hắn nhất định sẽ chết. Trần Biệt Giang hơi do dự. Thực sự ông ta có chút lo sợ rồi. Bởi vì lão tổ của nhà Hiên Viên và Vu tộc đều biết Diệp Huyên. Như biết được suy nghĩ của Trần Biệt Giang, ông lão áo trắng giống giận, chẳng lẽ hắn là thần tiên sao? Mau gọi tiên tổ kiếm võ môn người đi, mau. Trần Biệt Giang trầm mặc chốc lát, sau đó ông ta nhìn Diệp Huyên, hung tợn nói, Diệp Huyên, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, ông ta lấy một cái hộp mở ra, ngay sau đó, một luồng sáng trắng đã bay thẳng lên trời. Rất nhanh sau đó, trong luồng sáng đó đã ngưng tụ thành một cô gái. Lúc này, kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên chợt rung chuyển dữ dội. Tổ sư kiếm võ môn. Cho dù là kiếm võ môn hay là nhà Hiên Viên, hoặc là Vu tộc. Những thế lực này đã từng là những người khởi đầu, có thể nói bọn họ là những cường giả đứng trên đỉnh cao ở thời đại đó. Thậm chí còn có người xuất sắc ở cả thời hiện tại, thiên hạ vô địch. Ví dụ như, tổ sư kiếm võ môn này. Không ai biết được tổ sư của kiếm võ môn này tên gọi là gì, chỉ biết nàng ta quyền kiếm vô song, kẻ vô địch đánh bại thiên hạ. Thế nhưng, thời gian nàng ta xuất hiện ở huyền hoàng đại thế giới rất ngắn, giống như sao băng vậy, sớm nở tối tàn. Tổ sư kiếm võ môn. Trong sân, tất cả mọi người đều đang nhìn ánh sáng trắng đó. Trong tối, huyền hoàng chủ nhìn chằm chằm ánh sáng trắng đó, tổ sư kiếm võ môn. Lúc này, sắc mặt bà ta đã trở nên nghiêm trọng. Bởi vì so với người bình thường thì bà ta càng biết được nhiều hơn, có thể nói, trong các tổ sư của những thế lực này, ngoại trừ thần điện thì tổ sư kiếm võ môn này chắc chắn là mạnh nhất. Mạnh nhất, bởi vì năm đó tổ sư huyền hoàng giới Lý Huyền Y đã từng đánh giá vị tổ sư kiếm võ môn này rằng. Phong hoa tuyệt đại, đứng đầu thiên hạ, vô địch đương thời. Đây chính là tổ sư kiếm võ môn. Là người ưu tú nhất thời đại đó. Rất nhanh sau đó, trong tầm mắt tất cả mọi người, trong ánh sáng trắng đã xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc áo bào trắng, tóc đuôi ngựa, mang theo một bầu rượu ở bên eo, ánh mắt nàng ta bình tĩnh. Bên dưới, vẻ mặt mấy người Diệp Huyên đều vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt Giản Tự Tại cũng có vẻ nghiêm trọng. Nguy hiểm. Lúc này, nàng ta cảm nhận được sự nguy hiểm. Diệp Huyên cũng cảm thấy nguy hiểm, thực lực tổ sư của kiếm võ môn này chắc chắn còn hơn cả lão tổ của nhà Hiên Viên và Vu tộc. Nhìn thấy người phụ nữ áo bào trắng, Trần Biệt Giang của kiếm võ môn bội kính cẩn hành lễ, bái kiến lão tổ. Người phụ nữ áo trắng không quan tâm Trần Biệt Giang, nàng ta trực tiếp quay người nhìn về phía Diệp Huyên. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, người phụ nữ này còn nhớ mình sao? Lúc này, đột nhiên người phụ nữ áo trắng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Giản Tự Tại không ra tay bởi vì nàng ta không cảm nhận có ác ý. Người phụ nữ áo trắng cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, lúc này, ánh mắt nàng ta chợt thay đổi. Thấy vậy, Trần Biệt Giang cách đó không xa và ông lão áo trắng trong không trung lập tức ngây người. Lại biết Diệp Huyên sao? Nghĩ đến đây, Trần Biệt Giang đã bắt đầu run tay rồi. Chợt có một dự cảm không tốt. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ áo trắng, hắn do dự chốc lát sau đó hỏi, người biết ta? Người phụ nữ áo trắng vung tay phải, kiếm Thiên Chu kia lập tức bay vào trong tay nàng ta. Kiếm Thiên Chu khẽ rung động, nó rất kích động. Chủ nhân đầu tiên của nó. Người phụ nữ áo trắng nhìn kiếm Thiên Chu, khẽ nói, mặc dù linh trí trước kia của ngươi bị tên kia hủy diệt nhưng cuối cùng kiếm thể ngươi lại bởi vì ta mà sống. Chợt, kiếm Thiên Chu rung mạnh. Một tiếng kiếm chấn động cả bầu trời. Kích động. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn cảm nhận được kiếm Thiên Chu đang rất kích động. Người phụ nữ áo trắng khẽ chạm tay vào kiếm Thiên Chu,
sau đó nhẹ giọng nói, ngươi làm rất tốt. Đột nhiên kiếm Thiên Chu hóa thành luồng kiếm quang xoay lượn quanh người phụ nữ áo trắng. Người phụ nữ áo trắng nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì Trần Biệt Giang ở gần đó đột nhiên lên tiếng, sư tổ. Người phụ nữ áo trắng nhìn Trần Biệt Giang, chuyện gì? Trần Biệt Giang trầm giọng nói, sư tổ, Diệp Huyên này và kiếm võ môn ta là kẻ thù sống chết. Kẻ thù sống chết? Người phụ nữ áo trắng khẽ nheo mắt, nàng ta chỉ vào Diệp Huyên, người nói hắn ta. Trần Biệt Giang gật đầu, đúng vậy. Người phụ nữ áo trắng nhìn Trần Biệt Giang, người để ta hiện thân là để giết hắn. Trần Biệt Giang cảm thấy có phần không ổn, nhưng ông ta vẫn bất chấp gật đầu, vâng. Đột nhiên người phụ nữ áo trắng quát lớn, người thật càn rỡ. Vừa dứt lời đột nhiên nàng ta đã đánh ra một quyền. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Trần Biệt Giang kia đã lập tức bay ra ngoài cả nghìn trượng, cùng lúc đó, thân thể ông ta cũng bị vỡ nát chỉ còn lại linh hồn, không chỉ vậy, linh hồn này còn đang biến mất với tốc độ vô cùng nhanh. Thấy thế tất cả mọi người đều ngơ ngác. Diệp Huyên vẻ mặt cũng sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Ông lão áo trắng trong không trung cũng ngây người, người do phe mình gọi ra mà tại sao lại giúp đỡ Diệp Huyên? Tại sao? Người ngơ ngác nhất vẫn là Trần Biệt Giang. Ông ta không ngờ được, mình lại trực tiếp bị tổ sư của mình giết chết. Bây giờ mặc dù ông ta chưa hoàn toàn chết nhưng cũng sớm muộn thôi. Bởi vì người phụ nữ áo trắng không hề nương tay. Trần Biệt Giang nhìn người phụ nữ áo trắng, vẻ mặt không hiểu, sự tổ. Tại sao? Người phụ nữ áo trắng nhìn Trần Biệt Giang, ai cũng không được động vào hắn. Vừa nói xong, nàng ta vung tay phải, Trần Biệt Giang kia lập tức biến mất không còn dấu vết. Bị hủy diệt hoàn toàn. Trong không trung, sắc mặt ông lão áo trắng kia trở nên vô cùng khó coi. Vô cùng khó coi. Lúc này, ông ta thật muốn chết quách cho rồi. Ba thế lực, ba vị lão tổ, toàn bộ đều đứng về phía Diệp Huyên. Tự mình lại gọi ra thêm ba kẻ địch. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên chằm chằm, giống giật, Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là thứ quái vật gì vậy? Bên dưới, Diệp Huyên ra vẻ vô tội, thật ra, ta cũng không rõ lắm. Ông lão áo trắng đang định nói thì đột nhiên người phụ nữ áo trắng đã liếc nhìn ông ta, đáng chết. Vừa nói xong, tay phải nàng ta cách tầng không lập tức bắt lấy ông lão áo trắng. Không gian ở vị trí ông lão áo trắng lập tức bị vỡ vụn, mà ông lão áo trắng trong vùng không gian đó cũng lập tức biến mất không tung tích. Lần này, ông lão áo trắng lập tức chết hoàn toàn. Thấy cảnh đó, sắc mặt mấy người ông lão lưng còng của nhà Hiên Viên cách đó không xa đã vô cùng khó coi. E sợ, tổ sư kiếm võ môn này và Diệp Huyên có quan hệ với nhau. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, không chỉ là quan hệ bình thường. Rốt cuộc Diệp Huyên này là thứ quỷ gì vậy? Tại sao tổ sư của mình đều có liên quan, Tiên Kiếm Tông trước đó cũng vậy? Như vậy sau này đánh nhau với Diệp Huyên, ai còn dám gọi tổ nữa? Sau khi người phụ nữ áo trắng miểu sát ông lão áo trắng kia, đột nhiên nàng ta nhìn sang bên phải, nơi đó chính là vị trí của Huyền Hoàng Chủ. Thấy vậy, sắc mặt Huyền Hoàng Chủ chợt thay đổi, bà ta vội vàng xuất hiện trước mặt nhóm người phụ nữ áo trắng. Sau đó kính cẩn hành lễ tiền bối, ta đây không có ác ý. Người phụ nữ áo trắng nhìn Huyền Hoàng Chủ, không nói gì. Huyền Hoàng Chủ thấp giọng nói, tiền bối, mặc dù người tạm thời giải quyết nguy cơ cho Diệp công tử, nhưng thần điện này vẫn còn tồn tại. Thần điện. Người phụ nữ áo trắng khẽ nheo mắt, là thần điện. Huyền Hoàng Chủ nhìn người phụ nữ áo trắng, tiền bối biết thần điện. Người phụ nữ áo trắng trầm mặc. Một lúc sau nàng ta nhìn Diệp Huyên, nàng ta đang ở đâu? Nàng ta. Diệp Huyên ngơ ngác, sau đó hỏi, ai? Người phụ nữ áo trắng nói, người phụ nữ kia. Diệp Huyên chần chừ một lát, sau đó hỏi, tiền bối, người phụ nữ nào? Có thể cụ thể hơn được không? Người phụ nữ áo trắng nhìn Diệp Huyên, đừng gọi ta là tiền bối. Diệp Huyên hỏi, vậy nên xưng hô với người thế nào? Người phụ nữ trầm mặc một lúc rồi nói, A Thanh. A Thanh. Diệp Huyên khẽ nói, chuyện này, A Thanh cô nương, tại sao người lại giúp ta? Chúng ta từng quen biết sao? Cô gái áo trắng lạnh giọng nói, trước hết không cần vướng mắc chuyện này,
ngươi có thể liên lạc với người phụ nữ kia không? Chính là người phụ nữ truyền thụ kiếm kỹ cho ngươi. Cô gái váy trắng. Diệp Huyên cười khổ, không thể. Cô gái áo trắng trầm mặc. Diệp Huyên thấp giọng nói, tiền bối, thần điện này rất lợi hại sao? Cô gái áo trắng nói, ngươi hiện tại không thể chống lại. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi có thể trực tiếp tiêu diệt bọn họ không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô gái áo trắng trầm mặc. Diệp Huyên hỏi, không thể. Cô gái áo trắng khẽ nói, đây chỉ là một phân thân. Diệp Huyên vội hỏi, vậy bản thể người thì sao? Cô gái áo trắng nhìn về phía chân trời, khẽ nói, rất xa. Ta không thể nào cảm nhận được. Rất xa. Diệp Huyên trầm mặc. Rất xa. Vậy phải làm sao? Diệp Huyên lo lắng. Ngay lúc này, đột nhiên Giản Tự Tại lại nói, để tự hắn giải quyết đi. Cô gái áo trắng nhìn Giản Tự Tại, Giản Tự Tại cười nói, không thể để hắn quá lười biếng được. Diệp Huyên vội nói, tỷ à, đây không phải là vấn đề lười biếng, thực lực của thần điện này, khả năng của ta hiện tại không thể chống lại được. Giản Tự Tại thản nhiên nói, chúng ta giúp ngươi giải quyết rồi thì ngươi làm cái gì? À, Diệp Huyên nghẹn lời. Giản Tự Tại nhìn cô gái áo trắng, hắn nên tự mình trưởng thành, ngươi cảm thấy thế nào? Cô gái áo trắng im lặng. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, hắn đang định thì Giản Tự Tại lại trừng mắt nhìn hắn. Lập tức Diệp Huyên không dám nói gì thêm. Lúc này mà nói nữa có thể sẽ bị đòn. Tính khí Giản Tự Tại này cũng không tốt lắm. Cô gái áo trắng trầm mặc một lúc, sau đó nói, đúng là nên tự mình trưởng thành. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên đau khổ, thật là bi kịch. Mà lúc này, cô gái áo trắng lại nói, thần điện giám này ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyên vội nhìn sang cô gái áo trắng. Cô gái áo trắng lại nhìn Huyền Hoàng chủ, có biết thần điện ở nơi nào không? Thần điện. Huyền Hoàng chủ nhìn cô gái áo trắng, bà ta do dự chốc lát, sau đó nói, thương khung giới. Cô gái áo trắng ngẩng đầu nhìn lên, bên trên. Huyền Hoàng chủ gật đầu. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, nàng ta khẽ nâng kiếm trong tay, ta dùng trước. Nếu ta không thể quay lại thì nhớ rõ, phải cố nghĩ cách liên hệ người phụ nữ kia. Nói xong, nàng ta đã muốn rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyên vội nói, A Thanh, thần điện này rất lợi hại sao? Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, năm đó ta từng tiếp xúc với bọn họ, thế lực này không hề đơn giản. Diệp Huyên trầm giọng, người cũng không đánh được sao? Cô gái áo trắng nói, đây chỉ là một phân thân năm đó ta còn giữ lại, phân thân này ngay cả 1/10 thực lực của bản thể ta cũng không bằng. Phân thân. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, Giản Tự Tại cách đó không xa đột nhiên lại nói, ta với ngươi cùng đi. Cô gái áo trắng nhìn Giản Tự Tại, lắc đầu, không cần. Giản Tự Tại cười nói, tại sao? Là do ta yếu sao? Cô gái áo trắng nhìn Giản Tự Tại, thế lực này không đơn giản như ngươi nghĩ, không nhất thiết phải hy sinh vô ích. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, sống cho tốt, ngươi là động lực duy nhất để ta sống sót. Vừa nói xong, nàng ta khẽ điểm ngón tay, một luồng kiếm quang đâm thẳng vào giữa hàng mày Diệp Huyên. Diệp Huyên hỏi, đây là... Cô gái áo trắng nói, vị trí một thanh kiếm trong đó, ta đã cảm nhận được, cách nơi này không xa, nếu có thời gian thì đến lấy, nếu người phụ nữ điên kia không đến thì 4 kiếm hợp làm một, có thể tự bảo vệ mình. Nói xong, nàng ta hóa thành một kiếm quang bay thẳng lên trời. Bù! Một tiếng kiếm vang lên xé trời. Lúc này, toàn bộ mọi người ở đại thế giới Huyền Hoàng đều nghe thấy tiếng kiếm này. Mà ở nơi chân trời xa xôi, một âm thanh như sấm rền vang lên, dám mạo phạm thần điện, phải chết. Âm thanh vừa dứt, ầm ầm. Ở nơi chân trời đột nhiên vang lên tiếng nổ vang dội, cùng lúc đó, cả bầu trời đều tối đen. Trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh. Qua một lúc, một thanh kiếm chậm rãi rơi xuống từ trong không trung. Kiếm Thiên Chu. Mà lúc này, trên kiếm Thiên Chu đầy rẫy những vết nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyên nhất thời ngây người. Kiếm Thiên Chu bị hư hại. Cô gái áo trắng đâu? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mơ hồ có thể thấy được thiên môn lấp ló sâu trong đám mây. Thiên môn rất lớn, rộng chừng 100 trượng, phía trên thiên môn có một thanh kiếm màu đen treo lơ lửng.
Kiếm dài 4 thước, toàn thân một màu đen tuyền, trên thân có khắc 2 chữ Tội Uyên. Trước cổng thiên môn có một lão già đang nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lão ta dừng lại trên người Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng nhìn lão già, ánh mắt lão già thờ ơ giống như đang nhìn một con kiến vậy. Diệp Huyên thu hồi ánh mắt, hắn xòe bàn tay ra, kiếm thiên chu lập tức rơi vào bên trong tay hắn. Nhìn những vết nứt rải rác trên kiếm thiên chu, Diệp Huyên trầm mặc. Hắn biết lúc này hắn đã gặp được đối thủ thật sự. Kiếm thiên chu bị đánh cho rạn nứt. Hắn hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Đúng lúc này, lão già trước cửa thiên môn đột nhiên đi về phía Diệp Huyên. Trong nháy mắt, phía chân trời trực tiếp xuất hiện một vết nứt cực lớn, trong vết nứt, một luồng ánh sáng đen bắn xuống nhanh như chớp giật. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt mọi người trong sân đại biến. Giản Tự Tại bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước luồng ánh sáng đen kia, ngay sau đó nàng ta tung ra một quyền. Bùm! Giản Tự Tại chớp mắt đã trở lại vị trí, mà luồng ánh sáng đen kia cũng bị đánh cho nứt toác. Trước thiên môn, lão già lạnh lùng liếc nhìn Giản Tự Tại, sau đó xoay người biến mất. Lúc này, Giản Tự Tại bỗng phóng vụt lên, rất nhanh, nàng ta trực tiếp tiến vào phía trên đám mây kia. Yên lặng trong phút chốc. Một bóng người rơi thẳng xuống từ phía trên đám mây. Người này chính là Giản Tự Tại. Giản Tự Tại trực tiếp ngã xuống trước mặt Diệp Huyên. Bịch! Mặt đất dưới sân trước mặt trực tiếp sụp đổ, mọi người trong sân bị chấn động liên tục lùi về phía sau. Diệp Huyên cũng bị lùi xa chừng hơn 10 trượng. Sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía Giản Tự Tại cách đó không xa. Khóe miệng nàng ta chảy ra một vệt máu đỏ sẫm. Nàng ta bị thương rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên ngưng trọng. Giản Tự Tại nhìn về phía thiên môn, trong mắt nàng ta hiện lên một tia đông cứng. Lúc này, vẻ mặt của đám người Huyền Hoàng chủ cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ đều biết thần điện cực kỳ thần bí, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không ngờ rằng thực lực của thần điện lại mạnh tới độ này. Lúc này, Giản Tự Tại nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, không đơn giản. Không đơn giản. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta rút lui trước đã. Nói xong, hắn nhìn về phía lão già lưng còng của nhà Hiên Viên cách đó không xa, sau đó sắc mặt biến đổi, cực kỳ cảnh giác. Diệp Huyên nói, hai vị cũng nhìn thấy rồi đó. Những người phía sau ta đều là có quan hệ với tiên tổ của các người. Ta là người thẳng thắn sẽ không nói dài dòng, nếu hai vị nguyện ý đi theo ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Bỏ qua chuyện cũ. Sắc mặt của lão già lưng còng và tộc trưởng Vu tộc trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyên này thật muốn bọn họ quy thuận ư. Giống như biết được suy nghĩ của hai người, Diệp Huyên lại nói, cũng không phải là muốn các người thần phục ta, chúng ta có thể hợp tác. Đương nhiên, nếu các người không muốn cũng không vấn đề gì. Sau này chúng ta không còn nợ gì nhau nữa. Có điều bản thân ta cảm thấy e là thần điện sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Lão già lưng còng nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên thấp giọng nói, bởi vì tiên tổ của các người và ta cùng một phe. Lão già lưng còng. Diệp Huyên liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó nói tiếp, hai vị, các người giờ còn lựa chọn nữa sao? Lão già lưng còng im lặng. Tộc trưởng Vu tộc cũng không lên tiếng. Hai người không có ngốc, tất nhiên là biết mục đích của Diệp Huyên chính là muốn kéo bọn họ cùng xuống nước. Nhưng nếu cự tuyệt Diệp Huyên, bọn họ sẽ phải đối mặt với một vấn đề khác, đó chính là thần điện. Thần điện sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Phải biết rằng tổ tiên của bọn họ và Diệp Huyên chính là cùng một hội. Nếu không từ chối Diệp Huyên, có nghĩa là phải cùng nhau chống lại thần điện với Diệp Huyên, mà thực lực của thần điện thì... Hợp tác với Diệp Huyên e là không có kết quả tốt. Nhưng nếu không hợp tác với Diệp Huyên, vậy thì tổ tiên của chính mình. Hai người hơi băn khoăn. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, hai vị, đằng sau ta cũng có người. Có người. Nghe vậy, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Giờ khắc này lão ta mới nghĩ đến một vấn đề, đó chính là tuy thực lực của thần điện vô cùng mạnh, vậy Diệp Huyên thì yếu sao? Đằng sau tên gia hỏa này cũng có người nha. Lúc này, bỗng Diệp Huyên lên tiếng, kỳ thực ta cũng có quen biết với tổ tiên của thần điện, không lừa gì các người. Hai người. Đúng lúc này, đột nhiên Huyền Hoàng chủ cách đó không xa nói,
hai vị còn đang lo lắng gì nữa? Hai người nhìn về phía Huyền Hoàng chủ, bà ta lạnh nhạt nói, trước đây tổ tiên của hai vị đã từng ra tay với thần điện. Hơn nữa, tổ tiên của hai vị là loại nhân vật nào chứ? Nếu bọn họ đã lựa chọn giúp Diệp công tử thì nhất định là có nguyên nhân, các ngươi cảm thấy thế nào? Lão già lưng còng im lặng một lát, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, đã đắc tội nhiều, hy vọng ngươi rộng lượng tha thứ. Tộc trưởng Vu tộc ôm quyền, trước đây đã mạo phạm nhiều, mong Diệp Vương thứ lỗi. Diệp Huyên cười nói, không đánh thì không quen biết, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, đi thôi, chúng ta rút lui trước đã. Hai người gật đầu, lúc này đột nhiên Huyền Hoàng chủ lên tiếng, vậy kiếm võ môn thì sao? Kiếm võ môn. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Huyền Hoàng chủ, phiền bà thông báo tới kiếm võ môn giúp ta, hỏi xem bọn họ có nguyện ý đi theo ta hay không. Huyền Hoàng chủ cười nói, không thành vấn đề. Mọi người đều biết thái độ của tổ sư kiếm võ môn là thế nào. Nếu kiếm võ môn không muốn phản bội lại thiên tổ của mình thì nhất định sẽ thần phục Diệp Huyên. Phải biết rằng cô gái áo trắng kia chính là vì Diệp Huyên mà ngay cả môn chủ của kiếm võ môn cũng giết. Diệp Huyên ngẩng đầu thoáng nhìn phía trên đám mây, thiên môn kia vẫn còn ở đó chưa biến mất. Diệp Huyên trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Giản Tự Tại, tỷ, chúng ta đi trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Giản Tự Tại liếc nhìn phía trên đám mây, sau đó cũng rời đi. Vẻ mặt của nàng ta đông cứng lại. Rất nhanh, mọi người cũng lần lượt rời đi mà thần điện kia vẫn chưa ra tay. Diệp Huyên quay trở lại Thiên Giang Thành. Trong đại điện chỉ có Diệp Huyên và Giản Tự Tại. Diệp Huyên trầm giọng nói, tỷ, bây giờ nói đi. Giản Tự Tại nhìn Diệp Huyên, thần điện kia không đơn giản đâu. Diệp Huyên nói vậy là thế nào? Giản Tự Tại thấp giọng nói, chắc ngươi cũng biết vì sao trước đó cô gái áo trắng lại biến mất chứ? Diệp Huyên hỏi, cường giả của thần điện ra tay. Giản Tự Tại lắc đầu, cũng không phải, là bị đạo tắc của nơi này bị hủy diệt. Diệp Huyên nhíu mày, đạo tắc của nơi này. Giản Tự Tại gật đầu, đạo tắc của đại thế giới Huyền Hoàng. Ta không biết nó là đạo tắc gì, ta chỉ cảm nhận được hơi thở của nó. Diệp Huyên trầm giọng nói, rất mạnh sao? Giản Tự Tại gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyên nhìn về phía Giản Tự Tại, tỷ, hiện tại tỷ đang là vị chi cảnh sao? Giản Tự Tại lắc đầu, bán bộ vị chi cảnh, có điều, xem ra trước mắt trong bán bộ vị chi cảnh không có ai là đối thủ của ta. Cho dù có cao trên vị chi cảnh, ta cũng không yếu hơn đối phương. Hơn nữa, chỉ cần ta bằng lòng liền có thể tùy thời cơ thâm nhập vào vị chi cảnh. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, sau đó nói, vậy tại sao tỷ? Giản Tự Tại cười nói, thời cơ chưa tới. Thời cơ? Diệp Huyên gật đầu, giống như nghĩ đến điều gì, hắn cười khổ, tỷ, lần này liên lụy tới tỷ rồi, thật áy náy quá. Giản Tự Tại liếc nhìn Diệp Huyên, trái lại ngươi gọi tỷ tỷ này cũng lưu loát quá rồi đấy. Diệp Huyên cười, một ngày làm tỷ, cả đời làm tỷ. Giản Tự Tại lắc đầu, đừng có dùng thủ đoạn nịnh nọt, lần này đối mặt với thần điện, người không được xem thường đâu. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, thật sự không thể liên lạc với cô gái váy trắng kia sao? Cô gái váy trắng? Diệp Huyên cười khổ, thật sự không liên lạc được. Nói đến đâu, bỗng hắn cau mày, mặc dù ta không liên lạc được nhưng Huyền Hoàng chủ bọn họ hẳn là có cách. Hắn cũng không quên trước đây thế lực của Bắc Cảnh Vương đều có thể tìm được cô gái váy trắng. Giản Tự Tại gật đầu, để bọn họ thử xem. Diệp Huyên gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Lúc sau, Diệp Huyên đi tới đại thế giới Huyền Hoàng. Trong điện Huyền Hoàng, Huyền Hoàng chủ nhìn Diệp Huyên, người muốn tìm cô gái váy trắng kia sao? Diệp Huyên gật đầu, có cách nào không? Huyền Hoàng chủ suy nghĩ một lát sau đó gật đầu, chúng ta có thể thử xem. Thử xem. Diệp Huyên nói, vậy trực tiếp bắt đầu thôi. Huyền Hoàng chủ thấp giọng nói, hẳn là ngươi cũng đã thấy thực lực của thần điện rồi, ngươi chắc chắn nàng ấy có thể đối đầu với thần điện sao? Cô gái váy trắng. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, ta cũng không biết rốt cuộc nàng ấy đã đạt tới trình độ nào, nhưng ta cảm thấy nàng ấy có thể. Huyền Hoàng chủ nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyên gật đầu. Huyền Hoàng chủ khẽ gật đầu,
Sau đó nàng ta nhìn về phía Dương lão cách đó không xa, kêu bọn họ chuẩn bị một chút. Dương lão yên lặng lui ra. Diệp Huyên nhìn Huyền Hoàng chủ, bà cũng biết thực lực thật sự của thần điện sao? Huyền Hoàng chủ khẽ nói, trước đây ta cho rằng xem như ta khá hiểu biết về bọn họ, nhưng hiện tại xem ra chúng ta hoàn toàn chẳng biết gì về thực lực của bọn họ cả. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, hiện giờ cũng chỉ có thể hy vọng cô gái váy trắng kia đối phó được bọn họ, nếu không, trực giác mách bảo tất cả chúng ta sẽ phải chết. Cô gái váy trắng. Diệp Huyên xoay người nhìn ra ngoài điện, hắn vẫn nhớ rõ những gì cô gái váy trắng nói khi rời đi. Tìm cô gái váy trắng. Hiển nhiên thực lực của thần điện vượt xa ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đúng lúc này, đột nhiên Dương lão đi tới, phía sau lão ta còn có bốn người mặc áo bào đen, bọn họ đều quấn vải đen che mặt nên không nhìn rõ được diện mạo. Bốn người đi tới trước mặt Huyền Hoàng chủ cung kính hành lễ, Huyền Hoàng chủ khẽ gật đầu, bắt đầu đi. Có một người áo đen cầm đầu trong bốn người đó nhìn về phía Diệp Huyên, xin Diệp Vương cấp cho một bức họa của nàng ấy. Diệp Huyên gật đầu, sau đó vung tay phải lên, mở ra một bức họa trước mặt bốn người bọn họ. Bức họa cô gái váy trắng vô cùng chân thật. Bốn người đứng thành một vòng tròn, sau đó bắt đầu lẩm nhẩm khẩu quyết. Không lâu sau, không gian xung quanh khẽ rung lên. Cùng lúc đó, đột nhiên bức họa cô gái váy trắng bốc cháy. Một lát sau, bên trong ngọn lửa xuất hiện một mảnh tinh không. Tinh không. Thấy vậy vẻ mặt của Diệp Huyên ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh tinh không kia. Thời gian trôi qua từng chút, bên trong ngọn lửa đó, một mảnh tinh không đưa qua đưa lại như con thoi. Cuối cùng, khoảng một khắc sau, bức họa dừng hình ảnh lại. Sâu thẳm trong tinh không, có một bóng người. Có thể thấy được một bóng dáng mơ hồ của một cô gái. Diệp Huyên nhìn chằm chằm cô gái kia, hình ảnh càng ngày càng rõ nét. Đúng lúc này, ngọn lửa kia bùng lên kịch liệt, sau đó trực tiếp nổ tung. Vô số tia lửa bắn ra ngoài. Mọi người trong điện đều sửng sốt. Diệp Huyên nhìn về phía Huyền Hoàng chủ, chuyện gì vậy? Huyền Hoàng chủ nhìn về phía bốn người mặc áo đen. Một người áo đen trong số đó trầm giọng nói, bệ hạ, chúng ta không thể thăm dò khu vực đó. Huyền Hoàng chủ cau mày, vậy là ý gì? Người mặc áo đen nói, có lẽ người đó đang ở một khu vực đặc biệt, mà ta không có khả năng thăm dò vào khu vực đó. Huyền Hoàng chủ nhìn về phía Diệp Huyên, người có biết nàng ấy ở khu vực nào không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Huyền Hoàng chủ im lặng một lát, sau đó nhìn về phía người áo đen, có cách nào khác không? Người mặc áo đen lắc đầu, vùng tinh vực đó cách chúng ta quá xa, hơn nữa vị trí đặc biệt, chúng ta không thăm dò được. Không thăm dò được. Diệp Huyên trầm mặc. Huyền Hoàng chủ im lặng một lát sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Vậy ngươi còn biện pháp nào không? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Huyền Hoàng chủ khẽ phất phất tay, lui xuống đi. Bốn người mặc áo đen và lão Dương yên lặng lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên và Huyền Hoàng chủ. Huyền Hoàng chủ nhìn Diệp Huyên, tiếp theo tính toán thế nào đây? Diệp Huyên hỏi, tại sao lúc này thần điện lại không ra tay? Huyền Hoàng chủ nói, theo suy đoán của ta, hẳn là đang kiêng dè. Diệp Huyên nhíu mày, kiêng dè. Huyền Hoàng chủ gật đầu, kiêng dè người, cũng kiêng dè đạo môn kia. Diệp Huyên hỏi, bọn họ là hai thế lực đối nghịch nhau sao? Huyền Hoàng chủ gật đầu, chắc vậy, ta cũng không dám khẳng định. Nói xong, bà ta nhìn Diệp Huyên, người đã từng tiếp xúc qua với đạo môn, thấy thế nào? Diệp Huyên nói, rất thần bí, mà bọn họ giống như đang né tránh điều gì. Huyền Hoàng chủ khẽ nói, vậy chắc hẳn là đang né tránh thần điện này, xem ra quan hệ giữa hai thế lực có gì đó mờ ám. Ngươi có thể tiếp xúc thử với bọn chúng xem sao, lôi kéo một chút. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Nói xong, hắn nhìn về phía Huyền Hoàng chủ, thái độ của bà là gì? Cho tới bây giờ hắn cũng không biết thái độ của Huyền Hoàng chủ là thế nào nữa. Phải nói rằng thái độ của đối phương có chút mơ hồ. Huyền Hoàng chủ cười nói, Diệp Vương. Ngươi hỏi vấn đề này làm ta tổn thương đấy. Từ khi bắt đầu tới giờ, hình như ta giúp Diệp Vương cũng không ít đâu. Diệp Huyên mỉm cười, hiểu rồi. Dù sao đi nữa cũng đa tạ bà. Còn chuyện của thần điện kia vẫn phải làm phiền Huyền Hoàng chủ hao tâm tổn trí thăm dò. Huyền Hoàng chủ gật đầu, ngươi cũng phải tự mình cẩn thận.
thần điện đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay e là sẽ hủy thiên diệt địa. Diệp Huyên cười nói, ta biết rồi, bảo trọng. Nói xong hắn xoay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên đi rồi, Lão Dương xuất hiện phía sau Huyền Hoàng Chủ, ông ta thấp giọng nói, bệ hạ, sợ là thần điện đã xem chúng ta lôi kéo thủ địch rồi. Huyền Hoàng Chủ cười nói, muốn có được lại không muốn trả giá, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế. Lão Dương nói, cho nên bệ hạ chọn Diệp Vương. Huyền Hoàng Chủ khẽ nói, ta chỉ có thể chọn hắn, bởi vì thực lực của thần điện rất mạnh, nếu chúng ta lựa chọn bọn họ sẽ không coi trọng, cũng sẽ không nói chuyện lợi ích với chúng ta. Ở trong lòng bọn họ, chúng ta nên thần phục bọn họ, chỉ có thể làm theo lệnh của bọn họ. Cho nên chúng ta chỉ có thể chọn Diệp Huyên. Lão Dương gật đầu, hiểu rồi. Huyền Hoàng Chủ nói, hiện tại phải xem cô gái váy trắng sau lưng Diệp Huyên có đủ mạnh không đã. Nếu đối phương không thể áp chế thần điện, vậy thì tất cả chúng ta sẽ phải chết. Cô gái váy trắng. Người của đại thế giới Huyền Hoàng đều biết phía sau Diệp Huyên còn có một người. Mà đến tột cùng cô gái váy trắng này là cấp bậc gì thì không một ai biết. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi đại thế giới Huyền Hoàng, hắn đi tới đạo môn. Nhưng khi hắn đi tới tòa thành dưới lòng đất kia, trong thành đã trống không không một bóng người. Diệp Huyên nói khẽ, không phải chứ. Một lát sau Diệp Huyên lắc đầu rồi xoay người rời đi. Không cần nói cũng hiểu, đạo môn này là gặp chuyện bất ổn liền chuồn mất. Hiện tại, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn mà thôi. Diệp Huyên quay về Bắc Cảnh, trong điện chỉ có một mình hắn. Diệp Huyên lấy kiếm Thiên Chu ra. Giờ phút này, vết rạn nứt đã phủ kín kiếm Thiên Chu như mạng nhện. Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt ve kiếm Thiên Chu, vô số kiếm ý mạnh mẽ tiến vào bên trong kiếm Thiên Chu. Sau khi kiếm ý được thêm vào, những vết nứt trên kiếm Thiên Chu bắt đầu dần dần được chữa lành. Nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, đáy mắt Diệp Huyên hiện lên một tia áy náy, thật xin lỗi. Kiếm Thiên Chu hơi run lên, phát ra âm thanh khe khẽ. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, kỳ thật, thực lực của ta không xứng với ngươi. Kiếm Thiên Chu mạnh sao? Khẳng định là vô cùng mạnh. Có thể nói rằng cho tới bây giờ, hắn chưa từng phát huy hết thực lực thật sự của Kiếm Thiên Chu. Không phải Kiếm Thiên Chu không mạnh, mà thực lực của bản thân hắn quá kém. Bỗng Kiếm Thiên Chu hóa thành một đạo kiếm quang xoay quanh thân Diệp Huyên giống như đang biểu đạt điều gì đó. Một lát sau, Diệp Huyên cười ha ha. Hắn ôm kiếm Thiên Chu, thanh kiếm run run, một đạo kiếm quang lóe lên từ thân kiếm. Diệp Huyên thu hồi kiếm Thiên Chu, sau đó hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong đầu hắn lặng lẽ hiện lên một cảnh tượng. Một thanh kiếm màu đen, thanh kiếm trôi nổi ở một nơi nào đó. Một lát sau, Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ. Cô gái váy trắng kêu hắn đi tìm thanh kiếm này, sau đó hợp nhất bốn kiếm lại. Hiện tại hắn đã có ba thanh kiếm. Kiếm của cô gái váy trắng trên đỉnh tháp, kiếm của cô gái áo bào trắng, kiếm của tiểu thất, nếu tìm được thanh kiếm màu đen kia chính là bốn thanh. Hợp nhất bốn kiếm. Diệp Huyên trầm mặc một lát, sau đó hắn lấy một thanh kiếm cấp thần cảnh ra cắn nuốt. Trước tiên phải thăng cấp cảnh giới. Hiện tại hắn đang là đạo cảnh, mà đạo cảnh thì được chia thành thí đạo cảnh, chi đạo cảnh, chứng đạo cảnh, trưởng đạo cảnh, thiên đạo cảnh. Sau cùng là phong đế. Trên đế là thần cảnh, sau đó là trí cảnh, cuối cùng là bán bộ đăng phong và đăng phong. Nói cách khác chính là khoảng cách giữa hắn và đăng phong cảnh hiện tại khá lớn. Có điều vẫn khá tốt, thân thể hắn hiện tại đang ở đỉnh của trí cảnh, cảnh giới thân thể cũng không hề kém. Diệp Huyên bắt đầu cắn nuốt kiếm, khi những thanh kiếm bị nuốt vào, hơi thở quanh thân hắn trở nên ngày càng mạnh. Rất nhanh trận chiến đỉnh Nhai Sơn đã truyền khắp đại thế giới Huyền Hoàng. Diệp Huyên. Hai chữ Diệp Huyên này lại một lần nữa vang lên bên tai mọi người. Diệp Huyên của hiện giờ được mệnh danh là thiên tài số một trong đại thế giới Huyền Hoàng, mà lại là thiên tài kiếm tu hàng đầu. Quan trọng nhất là chỗ dựa vững chắc của Diệp Huyên. Hiện tại rất nhiều thế lực lớn của đại thế giới Huyền Hoàng đều đang âm thầm điều tra xem tổ tiên của mình và Diệp Huyên có quan hệ hay không. Trong đại điện, hơi thở của Diệp Huyên càng ngày càng mạnh, mà trong lúc đó hắn đã cắn nuốt ba thanh thần kiếm. Giản Tự Tại cũng ở trong đại điện, nàng ta liếc mắt quan sát Diệp Huyên, cũng không nói gì.
một lát sau đột nhiên giản tự tại biến mất, khi xuất hiện trở lại thì đã ở bên trong tháp giới ngục rồi. Giản tự tại trực tiếp đi đến tầng 6, nàng ta vung tay phải lên, cửa tầng 6 lập tức mở ra, giản tự tại cứ thế bước vào. Bên trong tầng 6, tại một góc nào đó có người đang ngồi. Khi nhìn đến người này, giản tự tại híp mắt lại, sao lại có thể? Một khắc sau, giản tự tại đi khỏi tầng 6. Mà lúc này, ở lầu 1, Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, một cỗ hơi thở cường đại từ trong cơ thể hắn thổi ra. Giản tự tại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, chỉ đạo cảnh. Diệp Huyên gật đầu. Giản tự tại khẽ gật đầu, tâm cảnh và thân thể hiện tại của ngươi đều đã theo kịp, chỉ kém một chút nữa thôi. Mà quá trình này cũng không thể đi nhanh quá, cũng không thể đi chậm quá. Thực lực hiện tại của ngươi đi liền với cảnh giới của ngươi, cảnh giới mà không theo kịp, thực lực sẽ bị suy giảm lớn. Diệp Huyên cười khổ, trước đây ta chọn tu theo nghịch cảnh, e là một quyết định sai lầm rồi. Giản tự tại lắc đầu, ngươi sai rồi, ngươi bây giờ có thể thách đấu cao hơn, bởi vì ngươi đã tu luyện theo nghịch cảnh. Cảnh giới hiện tại của ngươi thấp, nếu ngươi đạt tới đăng phong cảnh, thực lực của ngươi nhất định sẽ vượt xa các cường giả đăng phong cảnh khác. Không, hẳn là nghiền áp, rất ít người cùng cấp có thể so sánh với ngươi. Nói đến đây, nàng ta bèn nhìn Diệp Huyên, thứ ngươi cần bây giờ chính là thời gian. Thời gian. Diệp Huyên gật đầu, mong là ta vẫn còn thời gian. Giản tỷ, ta muốn đi tìm thanh kiếm đó, hôm nay giao Thiên Giang Thành cho tỷ. Giản tự tại gật đầu, ta ở đây trấn thủ thay ngươi. Nếu có việc gì, trực tiếp liên hệ cho ta. Diệp Huyên cười nói, đa tạ. Giản tự tại nhìn Diệp Huyên, mọi việc cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Sau khi nói chuyện với Giản tự tại nửa canh giờ, Diệp Huyên rời khỏi đại điện. Nhìn phía chân trời xa xa. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi yên lặng biến mất. Hắn lặng lẽ rời khỏi Thiên Giang Thành, hiện tại tốt nhất vẫn là nên âm thầm làm việc thì hơn. Hắn có chút không yên tâm về Thiên Giang Thành, bây giờ hắn không giống với trước đây, hắn không phải người cô đơn, đánh không lại có thể chạy, hiện giờ hắn chính là đánh không lại cũng phải đánh. Bởi vì phía sau hắn chính là Thiên Giang Thành. Những người theo hắn từ vũ trụ hỗn độn đến đây. Có điều vẫn ổn, Thiên Giang Thành đã có Giản tự tại trấn thủ. Trừ phi thần điện đồng loạt tiến công, nếu không cũng sẽ chẳng có vấn đề gì quá lớn. Chỉ chốc lát Diệp Huyên đã đi vào một vùng tinh không mờ mịt. Hắn cầm kiếm đi vào chỗ sâu nhất trong tinh không. Mục tiêu là thanh kiếm đen. Hắn cũng không biết vị trí chính xác thanh kiếm đen rơi xuống, chỉ biết phương hướng đại khái. Bởi vậy hắn cũng không dám khẳng định mình sẽ tìm được thanh kiếm đen. Có điều hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Không liên lạc được với cô gái váy trắng, chỉ có thể đi tìm thanh kiếm đen, sau đó hợp nhất 4 thanh kiếm lại. Hợp nhất 4 kiếm sẽ xuất hiện cái gì hắn cũng không biết. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyên tiến vào bên trong tinh không, trước mặt hắn có một chiếc lỗ đen cách đó hơn 10.000 dặm. Diệp Huyên cau mày, lực cắn nuốt của lỗ đen kia rất mạnh, Diệp Huyên cũng không dám tiến tới quá gần. Mà vị trí cô gái áo bảo trắng cung cấp lại ở ngay trước mắt. Bên trong lỗ đen kia, Diệp Huyên hơi lo lắng. Lực hút của lỗ đen kia quá mạnh, hắn không dám chắc thân thể mình có thể chịu đựng được hay không. Một lát sau, thân thể Diệp Huyên chợt rung lên sau đó biến mất. Khi xuất hiện trở lại đã ở cách đó mấy vạn trượng. Diệp Huyên cách lỗ đen càng lúc càng gần, mà giờ phút này, thân thể hắn đã cảm nhận được cảm giác xé rách. Hắn không có dừng lại mà tiếp tục đi tới. Mà càng đi tới, thân thể hắn càng cảm nhận được cảm giác xé rách mãnh liệt hơn. Diệp Huyên dừng lại, sắc mặt xa sầm, nếu cứ tiếp tục đi tới như vậy hắn sẽ chết chắc. Đúng lúc này, Diệp Huyên giống như cảm nhận được, trong nháy mắt sắc mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Chấm 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 chấm. Diệp Huyên xoay người, trước mặt hắn không xa có một người mặc giáp đen đang đứng. Người mặc giáp đen tay cầm trường thương, không hề có hơi thở, tựa như ma quỷ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thần điện. Người mặc giáp đen không nói gì mà bỗng biến mất. Diệp Huyên híp mắt lại, rút kiếm chém ra. Ầm, một chiêu kiếm hạ xuống, Diệp Huyên lập tức lui ra xa mười mấy trượng. Nhưng trường thương trong tay người mặc giáp đen đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Diệp Huyên nhìn cánh tay đang run bần bật của mình, hắn nghiêm mặt lại. Thực lực của đối phương mạnh quá.
Lúc này, người mặc giáp đen đột nhiên biến mất lần nữa. Ầm, một luồng sức mạnh cực lớn ập về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nắm kiếm Thiên Chu bằng cả hai tay, khi người mặc giáp đen kia lao đến cách hắn chỉ còn chừng một trượng, hắn nhanh tay bổ về phía trước một kiếm. Ầm, một kiếm chém xuống, người mặc giáp đen kia lập tức bị đánh bay, nhưng bản thân Diệp Huyên cũng phải liên tục lùi về sau. Phía xa xa, người mặc giáp đen đang định ra tay thì đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, dừng tay lại. Vừa dứt lời, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thoạt nhìn người phụ nữ này chừng 30 tuổi, vóc người đầy đặn, trông như đào ngọt đến mùa chín, rất mê người. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên đang định nói chuyện thì người phụ nữ bỗng nói, ngươi là Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi run lên, sau đó hỏi lại, cô biết ta? Người phụ nữ lạnh nhạt đáp, Diệp Vương, hình như Khương tộc chúng ta không có ân oán gì với ngươi cả. Khương tộc? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn chưa từng nghe đến Khương tộc. Người phụ nữ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, Diệp Vương, chúng ta không muốn dính đến việc của ngươi và thần điện. Diệp Huyên gật đầu, lần này ta đến đây chỉ để tìm một thứ. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, vật gì? Diệp Huyên chỉ vào hang động đen kịt ở cách đó không xa, Khương tộc ở đó à? Người phụ nữ không đáp. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó hắn búng tay một cái, một thanh kiếm ảo ảnh xuất hiện trước mặt người phụ nữ. Đây chính là thanh kiếm đen kia. Nhìn thấy thanh kiếm này, người phụ nữ bỗng híp mắt lại, người đến tìm thanh kiếm này. Diệp Huyên gật đầu, nhìn vẻ mặt của các hạ thì hẳn là biết tung tích của thanh kiếm này. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, kiếm này là bảo vật trấn tộc của Khương tộc ta. Khương tộc? Diệp Huyên trầm mặc. Lần này khó rồi đây. Hắn không ngờ rằng kiếm này lại có chủ. Người phụ nữ lạnh nhạt nói, mời Diệp công tử về cho. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, kiếm kia ta có thể mượn dùng một chút không? Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, Diệp Vương đang đùa với ta đấy à? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, chỉ mượn dùng một lát thôi. Người phụ nữ lạnh lùng đáp, không cho. Diệp Huyên trầm mặc. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, Diệp Vương, chúng ta cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn gì với ngươi, nhưng kiếm này là đồ của Khương tộc, chúng ta tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào tay người ngoài. Diệp Huyên gật gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tất nhiên hắn sẽ không ép buộc họ. Bây giờ hắn không gây thù với ai mới là tốt nhất, hơn nữa Khương tộc này cũng không phải thế lực bình thường, một mình hắn chắc chắn không đánh lại được đối phương. Tất nhiên hắn cũng không muốn cứ từ bỏ như thế. Thanh kiếm đen này rất quan trọng. Thấy Diệp Huyên rời đi, người phụ nữ cũng thở phào nhẹ nhõm, Khương tộc vô cùng kiêng dè với Diệp Huyên này. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, Diệp Vương dừng chân. Diệp Huyên dừng bước lại. Hắn xoay người nhìn về phía người phụ nữ chau mày, một lát sau, nàng ta nhìn Diệp Huyên, tộc trưởng cho mời. Tộc trưởng cho mời. Diệp Huyên gật gật đầu, làm phiền dẫn đường. Người phụ nữ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó rời đi cùng người mặc giáp đen. Hai người đi về phía cái động đen sâu hóng kia, Diệp Huyên theo sát phía sau. Càng vào sâu trong động, lực thôn tính của nó càng mạnh. Mà lúc này đây, thân thể của hắn đã bắt đầu rạn nứt. Nhưng hai người trước mặt lại không hề bị ảnh hưởng gì. Diệp Huyên bước nhanh đến trước mặt người phụ nữ nọ, hắn đang định nói chuyện thì người phụ nữ bỗng lên tiếng, nghe nói Diệp Vương thực lực vô song từ lâu, chút lực thôn tính còn con này hẳn sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì cho Diệp Vương, đúng không? Diệp Huyên. Người phụ nữ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, Diệp Vương lại có thể dùng thân thể để chống đỡ lại lực thôn tính này. Tại hạ khâm phục, khâm phục. Diệp Huyên nhàn nhạt trả lời, các hạ, ta với cô không thù không oán, tại sao lại nhằm vào ta? Người phụ nữ nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại thẳng thắn như vậy. Diệp Huyên lại nói, nếu có chỗ nào đắc tội thì kính xin nói cho rõ, nếu là do Diệp Huyên ta sai, ta sẽ xin lỗi. Nếu không có, vậy các hạ tốt nhất đừng nhắm vào ta nữa, nếu không tính tình ta nóng nảy. Sợ là sẽ làm ra chuyện không hay. Đúng lúc này, người mặc giáp đen cạnh nàng ta đột nhiên quay sang Diệp Huyên. Một khắc sau, một luồng khí thế cường đại ập thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên híp hai mắt lại,
Một khắc sau, hắn đột nhiên rút kiếm ra chém. Xoẹt! Một luồng kiếm quang bắn ra, người mặc giáp đen kia lập tức bị chém bay ra ngoài hơn trăm trượng, gã vừa dừng lại thì bộ giáp đen trên người đã vỡ vụn. Người mặc giáp đen định ra tay tiếp thì kiếm Thiên Chu đã chĩa thẳng vào giữa lông mày gã. Diệp Huyên lạnh mặt đi, lúc trước không giết ngươi không có nghĩa là không thể giết ngươi, mà là ta đang nể mặt Khương tộc, hiểu chưa? Người mặc giáp đen kia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, gã siết chặt nắm tay lại, hiển nhiên là không phục. Diệp Huyên không để ý đến người áo đen nữa, hắn trở tay phải, kiếm Thiên Chu về lại trong tay hắn. Mà đúng lúc này, người mặc giáp đen đột nhiên xông về phía Diệp Huyên. Thấy cảnh này, người phụ nữ kia lập tức biến sắc, nàng ta vội nói, Diệp Vương thủ hạ lưu. Xoẹt! Nàng ta còn chưa kịp nói hết câu, người mặc giáp đen đã bị chém bay đầu. Người phụ nữ đứng sững ra, nàng ta không ngờ rằng Diệp Huyên lại dứt khoát ra đòn sát thủ. Mặt Diệp Huyên lạnh tanh, mà kiếm Thiên Chu trong tay hắn đang hơi rung lên. Người phụ nữ nhìn về phía Diệp Huyên, cả giận nói, Diệp Vương, nơi đây là Khương. Diệp Huyên quay sang nhìn người phụ nữ, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc như kiếm, khiến người khác không rét mà run. Người phụ nữ cả kinh trong lòng, lúc này đây nàng ta mới đột nhiên nhớ ra mình đang đối mặt với loại người gì. Người trước mắt này có thể giết chết Đăng Phong Cảnh. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên giữa sân, xin mời Diệp Vương. Người phụ nữ quay về phía xa xa cúi người thi lễ, sau đó búng tay một cái, một tảng đá đen kịt rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, đây là Hắc Nguyên Thạch, có thể chống lại lực thôn tính của Hắc Động. Diệp Huyên nhận lấy Hắc Nguyên Thạch, rồi đi sâu vào hang động tiếp, chỉ chốc lát hắn đã hoàn toàn biến mất ở nơi sâu thẳm. Người phụ nữ đứng tại chỗ nhìn cỗ thi thể kia, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ở một bên khác trong hang động, lại có một hang động khác. Diệp Huyên được hang động truyền tống đến một thung lũng, trên đầu là trời xanh mây trắng, bốn phía là hoa thơm chim hót. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn, nàng ta nói, Diệp Vương đi theo ta. Nói xong, nàng ta đi về phía xa xa. Diệp Huyên đi theo, chỉ chốc lát sau hai người đã đến trước một tòa lầu gác. Lầu gác được xây giữa sườn núi, trước cổng còn có một pho tượng nam đang lơ lửng. Diệp Huyên liếc nhìn pho tượng rồi hỏi, đây là tiên tổ của Khương tộc. Người phụ nữ gật đầu, đúng. Diệp Huyên quan sát pho tượng một chút, lúc này người phụ nữ bỗng nói, tiên tổ của Khương tộc ta không quen biết với Diệp Vương đâu. Diệp Huyên, hai người đi vòng qua pho tượng kia, sau đó vào trong một gian điện gỗ. Trong điện gỗ, có hai ông lão và một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên chính là tộc trưởng Khương tộc Khương Mộc Phong. Khương Mộc Phong nhìn Diệp Huyên, Diệp Vương uy oai thật đấy, vừa đến Khương tộc ta đã giết người. Diệp Huyên nói, thứ nhất, ta vừa tới nơi đây gã đã ra ta trước với ta, hơn nữa còn hạ đòn chí mạng. Thứ hai, ta đã cho gã một cơ hội sống sót, nhưng tiếc là gã không biết quý trọng, cứ muốn xuống ta với ta. Khương Mộc Phong lạnh nhạt nói, nhưng Diệp Vương rõ ràng có thể hạ thủ lưu tình, bán cho chúng ta một món nợ ân tình. Diệp Huyên nhìn Khương Mộc Phong, tôn trọng phải đến từ hai phía, nếu như từ ban đầu quý tộc đã tôn trọng ta, cớ gì ta phải xuất kiếm. Khương Mộc Phong nhìn Diệp Huyên, không nói gì nữa. Diệp Huyên cười nói, Khương tộc trưởng cho mời ta đến hẳn là có nguyên nhân, đúng không? Khương Mộc Phong giơ tay phải lên. Hai ông lão cùng người phụ nữ đứng cạnh ông ta lập tức hành lễ, sau đó lui xuống. Trong điện chỉ còn lại hai người. Khương Mộc Phong nhìn Diệp Huyên, nghe nói trên người Diệp Vương có bảo vật ngũ duy. Diệp Huyên cười nói, Khương tộc cũng muốn có. Khương Mộc Phong lắc đầu, bảo vật cỡ này sao Khương tộc ta có thể có được. Nói xong, ông ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Vương, ta muốn làm một giao dịch với cậu, được không? Diệp Huyên cười nói thử xem. Khương Mộc Phong nói, Khương tộc ta sẽ cho cậu mượn kiếm, nhưng để báo đáp lại, cậu phải cho ta xem bảo vật ngũ duy kia. Thế nào? Diệp Huyên nhìn Khương Mộc Phong, chỉ xem thôi. Khương Mộc Phong gật đầu, chỉ xem thôi. Diệp Huyên cười nói, vậy thì có gì mà không thể chứ? Vừa dứt lời, hắn xòe lòng bàn tay ra, tháp giới ngục xuất hiện trong tay hắn. Thấy tháp giới ngục, vẻ mặt Khương Mộc Phong lập tức trở nên ngưng trọng,
thấy ông ta đưa tay ra thì Diệp Huyên bỗng cười nói, kiếm đâu? Khương Mộc Phong nhìn về phía Diệp Huyên, sao, cậu sợ ta nuốt lời? Diệp Huyên cười đáp, lấy kiếm ra đi. Khương Mộc Phong liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó ông ta xòe tay ra, một chiếc hộp màu đen xuất hiện trong tay ông ta. Diệp Huyên nhìn chiếc hộp đen kia, Khương Mộc Phong búng tay một cái, nắp hộp mở ra, trong hộp có một thanh kiếm. Chính là thanh kiếm cô gái áo bào trắng muốn hắn đi tìm kia. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Khương Mộc Phong, hắn hất tay, tháp giới ngục lập tức bay đến tay Khương Mộc Phong. Khương Mộc Phong nhìn tháp giới ngục trong tay, trong mắt ánh lên một tia sáng rực, bảo vật ngũ duy. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, nghe đồn vật này có thể giúp chúng ta vào vũ trụ ngũ duy trong truyền thuyết, thật không? Diệp Huyên chìa tay ra, kiếm. Hộp kiếm trong tay Khương Mộc Phong bỗng biến mất, ông ta khẽ mỉm cười, kiếm gì? Diệp Huyên híp mắt lại, sao nào, muốn quỵt? Khương Mộc Phong cười nói, Diệp Huyên, người giết tộc nhân của ta, chuyện này ta còn chưa tính sổ. Nhưng nể mặt bảo vật ngũ duy này, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Diệp Huyên đột nhiên nở nụ cười, muốn cướp đồ của ta. Khương Mộc Phong nhìn Diệp Huyên, bảo vật này là do ngươi cho ta. Diệp Huyên nở nụ cười. Hắn không ngờ Khương tộc này lại chơi trò lật lộng với mình. Mà đúng lúc này, phía sau Diệp Huyên xuất hiện một ông lão mặc bộ trường bào rộng thùng thình, hai tay giấu trong áo, trước ngực lão có khắc một chữ đỏ nho nhỏ, thần. Thần điện. Diệp Huyên cười nói, làm ta cứ thắc mắc, hóa ra là cấu kết với thần điện. Khương Mộc Phong lạnh nhạt đáp, Diệp Vương, đối nghịch với thần điện chỉ có một con đường chết. Nếu Diệp Vương chọn cách đầu hàng. Diệp Huyên bỗng nói, đều là người trưởng thành cả rồi, đừng nói chuyện ngu như thế được không? Khương Mộc Phong nhìn Diệp Huyên, vậy thì xin Diệp Vương bảo trọng. Vừa dứt lời, ông ta đã im lặng lui đi. Diệp Huyên cũng không cản lại, sở dĩ hắn nói nhiều với ông ta như vậy là vì muốn ông ta trốn đi, hơn nữa là phải mang tháp giới ngục trốn đi. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía ông lão kia khí tức nội liếm, không nhìn ra sâu cạn. Nhưng chắc chắn không hề kém cạnh ông lão mặc áo trắng lúc trước. Lão nhìn Diệp Huyên, xuất kiếm đi. Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng vẫn lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Diệp Huyên gật đầu, một khắc sau, hắn nhón nhẹ chân, cả người hóa thành một luồng kiếm quang bay đi. Nhất kiếm vô lượng. Đối mặt với loại cường giả cỡ này, Diệp Huyên tất nhiên không hề dám xem thường, vừa ra tay đã tung nhất kiếm vô lượng. Nhìn thấy chiêu kiếm này, ông lão híp hai mắt lại, trong mắt ánh lên tia nghiêm nghị, lão lui về sau một bước nhỏ rồi đột nhiên chắp hai tay ở trước ngực, sau đó nhẹ nhàng ép lại với nhau. Tia kiếm quang của Diệp Huyên lập tức bị ngăn lại, thế nhưng ông lão kia cũng bị chấn lùi liên tục hơn mấy trăm trượng. Mà sau khi lão dừng lại, Diệp Huyên đã biến mất bóng. Ông lão khẽ nhíu mày, lão khép hờ mắt, quét thần thức khắp nơi, nháy mắt. Không gian xung quanh trong phạm vi mấy ngàn dặm đã bị lão quét toàn bộ. Nhưng Diệp Huyên vẫn biến mất không thấy đâu. Ông lão nhíu mày càng chặt hơn, lão lại quét thần thức lần nữa, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Sao có thể? Trong mắt ông lão lóe lên tia nghi hoặc, lão không tin nên lại quét thêm lần nữa, nhưng vẫn không thấy Diệp Huyên đâu. Diệp Huyên như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này. Một lát sau, ông lão lại nhìn xuống hai tay mình. Đôi tay này đã bị chiêu kiếm vừa rồi của Diệp Huyên chém vào. Kiếm kỹ mạnh thật. Ông lão lại liếc nhìn xung quanh, trong mắt ngày càng ánh lên vẻ nghiêm nghị. Nếu Diệp Huyên mạnh hơn một chút thì chiêu kiếm vừa rồi đã lấy mạng lão rồi. Không thể giữ lại. Sắc mặt ông lão dần lạnh đi. Một lát sau, như nhớ đến điều gì đó, lão xoay người lại, chớp mắt, lão đã đến trên đỉnh một ngọn núi, cách lão không xa chính là Khương Mộc Phong. Mà lúc này đây, vẻ mặt Khương Mộc Phong đang dại ra, như thể đã xảy ra chuyện gì đó. Ông lão đi tới trước mặt Khương Mộc Phong, bảo vật ngũ duy đâu? Khương Mộc Phong ngẩn ra, sau đó nói, viên tôn sứ, bảo vật ngũ duy kia. Không thấy đâu cả. Không thấy. Viên tôn sứ nhìn Khương Mộc Phong, người đang làm trò hề gì vậy? Khương Mộc Phong trầm giọng nói, viên tôn sứ, vừa nãy sau khi lấy được bảo vật kia. Ta liền đến đây chờ ông bắt được Diệp Huyên rồi sẽ giao lại cho, nhưng không ngờ là bảo vật kia lại đột nhiên bay đi mất.
Viên tôn sứ nhìn chằm chằm vào Khương Mộc Phong, người nghĩ lão phu ngu lắm à? Khương Mộc Phong vội vàng nói, viên tôn sứ, tại hạ không lừa ông, bảo vật đó thật sự đã tự bay đi mất. Ta! Đúng lúc này, viên tôn sứ đột nhiên tung một trưởng ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Khương Mộc Phong bị đánh bay thẳng ra ngoài, mà khi ông ta còn chưa dừng lại thì đã có một bàn tay bóp lấy cổ họng của ông ta. Khương Mộc Phong lập tức biến sắc, viên tôn sứ, ông. Viên tôn sứ đột nhiên dùng sức vào tay phải. Thân thể của Khương Mộc Phong lập tức nổ tung. Viên tôn sứ bắt lấy nhẫn chứa đồ của Khương Mộc Phong, trong nhẫn chỉ có hộp kiếm đen cùng những thứ linh tinh khác, không thấy bảo vật ngũ duy ở đâu cả. Khương tộc. Viên tôn sứ xoay người, mà lúc này đây, trước mặt lão đã xuất hiện hơn 10 cường giả Khương tộc. Viên tôn sứ lạnh lùng nhìn đám người trước mắt, giết. Vừa dứt lời, mấy luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, một khắc sau, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chẳng mấy chốc, các cường giả đỉnh cao của Khương tộc đã bị tàn sát hết. Khương tộc không hề yếu, nhưng đối diện với thần điện thì phải nói là không đáng để xách giày cho. Lúc này, một ông lão đi đến trước mặt viên tôn sứ, ông lão trầm giọng nói, tôn sứ, không phát hiện được gì cả. Viên tôn sứ nhẹ giọng nói, lẽ nào bảo vật kia lại trở về trong tay Diệp Huyên rồi? Ông lão khàn giọng nói, đến Thiên Giang Thành. Không được. Viên tôn sứ lắc đầu, Diệp Huyên này, có hơi phức tạp, hơn nữa Thiên Giang Thành có một cô gái, người này không thể khinh thường, tạm thời chưa thể động vào hắn. Ông lão lại nói, Diệp Huyên này cực kỳ yêu nghiệt, hắn trưởng thành quá nhanh, nếu cứ tiếp tục bỏ mặc như thế, tương lai sẽ có bất lợi rất lớn với chúng ta. Viên tôn sứ gật đầu, phía trên đã biết, nhưng người này vẫn tạm thời không thể động đến. Nói xong, lão nhìn chiếc hộp trong tay, nhẹ giọng nói, mục đích hắn đến đây là vì muốn thanh kiếm này. Ngược lại chúng ta có thể lợi dụng thanh kiếm này một ô ẩn. Nói xong lão xoay người biến mất không còn thấy đâu. Chẳng mấy chốc sau, người của thần điện cũng biết mất theo. Còn Khương tộc, tan hoang đầy xác chết. Nơi nào đó trong tinh không. Diệp Huyên đang lẳng lặng ngồi xếp bằng trong không trung, tháp giới ngục thì ở ngay trước mặt hắn. Kỳ thật tháp giới ngục này có linh của bản thân, nếu nó không muốn đi cùng đối phương thì cơ bản là không ai giữ được nó cả, trừ khi thực lực đủ mạnh, cưỡng chế giữ lại nó. Mà tộc trưởng Khương tộc tất nhiên không có bản lĩnh đó. Thật ra đừng nói là tộc trưởng Khương tộc, mà cho dù là hắn thì cũng không có năng lực giữ lại tháp này. Nếu tháp giới ngục muốn rời khỏi Diệp Huyên thì hắn cũng không có bất kỳ biện pháp gì để cản lại. Đơn giản mà nói là tháp chọn người, chứ không phải người chọn tháp. Diệp Huyên thu tháp giới ngục lại, hắn nhìn về phía tinh không xa xôi, chẳng biết Viêm Già đã dẫn Diệp Liên đi đến nơi nào rồi. Đạo tắc, hiện tại ngoại trừ thực lực của bản thân ra, hắn còn một vấn đề nữa, chính là đến bây giờ tháp này vẫn chưa thể phát huy hoàn toàn uy lực thật sự của nó. Hắn vẫn chưa từng quên, Viêm Già đã nói, nếu tập hợp đủ 9 đạo tắc, nó sẽ chân chính trở thành thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch. Diệp Huyên có hơi động lòng. Một lát sau, Diệp Huyên xoay người biến mất, chỉ chốc lát, hắn lại lần nữa đi đến Khương tộc. Mà Khương tộc bấy giờ, tất cả cường giả trên thần cảnh đều đã bị giết hết, chỉ còn một ít người vô cùng nhỏ yếu tiếp tục sống sót. Thần điện không chém giết toàn bộ người Khương tộc. Không phải bọn họ không nhổ cỏ tận gốc, mà là bọn họ cảm thấy không cần thiết. Tự tin. Thần điện không sợ tương lai Khương tộc sẽ trả thù. Có thể diệt Khương tộc một lần thì cũng có thể diệt Khương tộc lần nữa. Diệp Huyên nhìn lướt bốn phía, chẳng mấy chốc hắn đã biến mất, lúc xuất hiện lần nữa là đã ở trong một gian điện. Trong điện có một người phụ nữ đang đứng. Chính là người phụ nữ hắn gặp lúc mới đến Khương tộc. Thấy Diệp Huyên. Người phụ nữ hơi ngẩn người, sau đó gằn giọng nói, là ngươi. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, thần điện làm à. Người phụ nữ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đều là vì ngươi, nếu không phải vì ngươi, Khương tộc ta sao lại đến mức rơi vào nước này. Ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên tiến lên tát một cái. Chát. Má phải của người phụ nữ lập tức sưng tấy lên. Diệp Huyên vô cảm, vì ta. Nếu không vì tộc trưởng Khương tộc các ngươi quá tham lam, các ngươi sẽ rơi vào cảnh này ư. Còn nữa, cho dù ngươi có hận thì cũng nên hận thần điện kia, hận ta làm gì.
những người kia của Khương tộc cũng không phải do ta giết. Người phụ nữ nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nói, thanh kiếm kia đâu rồi? Người phụ nữ không đáp. Diệp Huyên nói, ta hỏi một lần cuối cùng, kiếm kia ở đâu rồi? Nói xong, hắn đi đến trước mặt người phụ nữ, Khương tộc ngươi tính kế hại ta, chuyện này ta còn chưa tính sổ với các ngươi đấy. Người phụ nữ trầm giọng nói, đã bị viên tôn sứ mang đi rồi. Mang đi. Diệp Huyên cau mày. Bị thần điện mang đi. Vậy thì có hơi phiền. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi muốn kiếm kia thì đi tìm thần điện đi. Diệp Huyên không nhiều lời với người phụ nữ nữa, hắn xoay người biến mất tại chỗ. Sau khi rời khỏi Khương tộc, trong tinh không, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Thương khung giới. Thần điện ở ngay thương khung giới kia. Mà với thực lực của hắn bây giờ, căn bản không thể mạo hiểm đi vào đấy. Nếu không thể vào thương khung giới, vậy thanh kiếm kia. Diệp Huyên đứng tại chỗ nhăn mày lại, bỗng thấy khó khăn. Đúng lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên chấn động, Diệp Huyên hơi run run, chẳng mấy chốc, một giọng nói truyền đến trước mặt hắn. Giọng của Viêm già. Một lát sau, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía bên phải, đạo tắc tầng 6. Sau một lát im lặng, Diệp Huyên biến mất không còn tăm hơi. Viêm già truyền tin đến, đã tìm được đạo tắc của tầng 6, muốn hắn tự mình đến đó một chuyến. Đạo tắc tầng 6. Chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã biến mất ở phía cuối tinh không. Sau khi Diệp Huyên biến mất, một người đàn ông xuất hiện ở đấy, người nọ mặc một bộ áo bào trắng, trong tay cầm một cuốn sách, đầu đội khăn vuông, dáng vẻ rất thư sinh. Thư sinh nhìn nơi xa xa, cười khẽ thú vị đấy. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh y. Người đến chính là viên tôn sứ. Thư sinh cười nói, viên tôn sứ, thế lực phía sau người này thật sự không đơn giản, nếu đã chọn làm địch với hắn, sao không chém giết thẳng tay? Viên tôn sứ lắc đầu, giết hắn dễ, diệt người sau hắn mới khó. Cô gái váy trắng. Thư sinh nhìn về phía viên tôn sứ, hiểu cổ kim kia còn chưa tra ra được lai lịch của cô gái váy trắng này. Viên tôn sứ lắc đầu, biết được rất ít, những thứ như thực lực, đến từ đâu, chúng ta đều không biết gì. Thư sinh nhẹ giọng hỏi, nàng là cảnh giới gì? Viên tôn sứ trầm giọng nói, thấp nhất vị chi cảnh. Thậm chí, có khi còn cao hơn. Có khi còn cao hơn. Thư sinh khẽ nhíu mày, ngoại trừ thần điện và đạo môn ra, thật sự có người đạt được đến cảnh giới trên cả vị chi cảnh. Viên tôn sứ gật đầu, thực lực của cô gái này cực kỳ không đơn giản. Hơn nữa Diệp Huyên này còn quen biết với vào tổ tiên của các tông môn khác, điều này cũng vô cùng kỳ lạ. Hiện tại chúng ta vẫn chưa tra ra được cội nguồn của hắn và cô gái váy trắng kia. Thư sinh đột nhiên nói, có biết vị trí hiện tại của cô gái váy trắng không? Viên tôn sứ trầm giọng nói, vị trí hiện tại thì không biết, nhưng nàng ta đã từng xuất hiện ở một vùng tinh vực không biết tên, cách nơi đây cực kỳ xa. Thư sinh đột nhiên nói, ta đi gặp nàng. Viên tôn sứ nhìn về phía thư sinh khẽ mỉm cười, ta đánh với nàng ta một trận là sẽ biết được thực lực chân chính của nàng thôi. Đợi tin tức của ta. Vừa dứt lời, y đã hóa thành một tia sáng biến mất ở phía chân trời xa xôi. Đánh một trận với cô gái váy trắng. Viên tôn sứ nhìn thư sinh đã biến mất ở phía xa, sau đó rơi vào trầm mặc. Như thư sinh từng nói, nếu muốn biết thực lực chân chính của cô gái váy trắng thì chỉ có một cách. Đó chính là cho người đánh một trận với cô gái váy trắng. Chỉ có đánh một trận mới biết được thực lực thật sự của nàng ấy. Cũng chỉ khi hiểu rõ được thực lực của cô gái váy trắng, bọn họ mới dám ra tay với Diệp Huyên. Diệp Huyên không đáng sợ, người đáng sợ chính là cô gái váy trắng. Cường giả cấp bậc ấy đến thần điện cũng phải cẩn thận từng ly từng tí ngay từ lúc bắt đầu, nếu không họ đã không cứ ẩn mình trong bóng tối ra tay. Lần này để nhóm cường giả nhà họ Hiên Viên liên thủ đối phó với Diệp Huyên chính là muốn mượn tay chúng để thăm dò thực lực thật sự của cô gái váy trắng. Nhưng đáng tiếc là cô gái váy trắng vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa còn gọi ra ba kẻ địch khác. Bây giờ nhà họ Hiên Viên, Phu Tộc, Kiếm Võ Môn và cả Tiên Kiếm Tông cũng đều đồng ý đứng về phía Diệp Huyên. Tình huống này đối với thần điện khá là không ổn. Tất nhiên cũng không phải là quá xấu. Cô gái váy trắng kia là then chốt. Nếu cô gái váy trắng yếu,
thì đám người Diệp Huyên chỉ là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn của họ. Nói đơn giản hơn, chỉ quan trọng mỗi cô gái váy trắng, còn đám Diệp Huyên kia không phải là vấn đề. Mà lần này, thư sinh đi chính là để xem rốt cuộc cô gái váy trắng kia khủng bố đến mức nào. Sau khi trầm mặc một lát, Viên Tôn Sử xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Huyền Hoàng giới. Trong điện, Huyền Hoàng chủ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay bà ta đặt trên đầu gối, hai mắt khép hờ, như đang nhập định. Đúng lúc này, Lão Dương đi vào trong điện. Lão Dương không quấy rầy đến Huyền Hoàng chủ mà chỉ đứng nép sang một bên. Khoảng nửa canh giờ sau, Huyền Hoàng chủ mở mắt ra, một luồng hơi thở xuất ra khỏi cơ thể bà ta, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất. Huyền Hoàng chủ nhìn về phía Lão Dương, nói. Lão Dương trầm giọng đáp, Diệp Vương đi tới Khương tộc, sau đó cường giả đỉnh cao của Khương tộc đã bị tàn sát hết. Huyền Hoàng chủ hỏi, hắn làm. Lão Dương lắc đầu, thần điện làm. Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng bảo, xem ra thần điện này đã xuống núi thật rồi. Lão Dương gật đầu, gần đây thần điện đã ra tay hơi nhiều. Huyền Hoàng chủ khẽ gật đầu, Diệp Vương thì sao? Lão Dương nói, hắn đi về một vùng phía nam, không biết mục đích. Phía nam, Huyền Hoàng chủ cau mày lại, một lát sau bà ta phân phó tiếp tục tra. Lão Dương gật đầu, lão ta do dự một lúc, cứ muốn nói rồi lại thôi. Huyền Hoàng chủ hỏi, sao thế? Lão Dương trầm giọng nói, bệ hạ, thực lực của thần điện này. E là đã vượt xa chúng ta dự liệu, làm địch với chúng, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ vạn kiếp bất phục. Huyền Hoàng chủ cười nói, ý ngươi là chúng ta chọn về phe Diệp Huyên, nhất định sẽ thất bại, đúng không? Lão Dương im lặng. Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng nói, ngươi có biết tại sao Diệp Huyên đến giờ vẫn còn sống không? Lão Dương nhìn về phía Huyền Hoàng chủ, xin bệ hạ nói thẳng. Huyền Hoàng chủ cười nói, hắn còn sống có nghĩa là thần điện đang kiêng kỵ. Thực lực thần điện càng mạnh, thì có nghĩa là người họ kiêng kỵ càng khủng bố. Lão Dương gật đầu, cô gái váy trắng này. Huyền Hoàng chủ híp hai mắt lại, mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Nói xong, bà ta đứng lên đi đến cửa đại điện, rồi nhẹ giọng nói, bây giờ thực lực của nhà họ Hiên Viên cùng với những thế gia khác đang bị hao tổn, chỉ còn sót lại mỗi thần điện cùng đạo môn kia. Chỉ cần hai thế lực này biến mất, Huyền Hoàng giới ta sẽ trở lại huy hoàng của năm đó. Lão Dương trầm giọng nói, còn Diệp Huyên. Huyền Hoàng chủ nói, hắn không có dục vọng với quyền thế. Lão Dương gật gật đầu, đã rõ. Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng nói, tiếp tục điều tra. Đặc biệt là thần điện, bọn họ sẽ không chờ đợi mãi như vậy. Tiềm lực của Diệp Huyên quá lớn, bọn họ không dám chờ đâu. Lão Dương khẽ gật đầu, đã rõ. Nói xong, lão ta lặng yên thối lui. Huyền Hoàng chủ nhìn phía chân trời xa xa, trong lòng bàn tay bà ta là một thanh phi đao, trên lưỡi đao ánh lên tia sáng lấp lóe. Một lát sau, Huyền Hoàng chủ khẽ nhếch khóe môi. Nụ cười này, có ý tứ khá sâu xa. Chấm 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 chấm. Kiếm võ môn. Ngày hôm đó, An Lan Tú dẫn Liên Vạn Lý cùng cường giả Bắc Cảnh đến kiếm võ môn. Kiếm võ môn lúc này đây người người đều hoảng loạn trong lòng. Họ hoảng loạn tất nhiên là vì tổ sư của mình. Tổ sư kiếm võ môn vừa xuất hiện đã chém giết môn chủ. Chuyện này mà kể ra ngoài, ai dám tin? Diệp Huyên. Toàn bộ người kiếm võ môn đều biết, Diệp Huyên có quan hệ không đơn giản với tổ sư của mình. Chẳng mấy chốc, nhóm người An Lan Tú đã tiếp quản kiếm võ môn, gần như không gặp khó khăn gì, cũng không có ai không phục. Ai dám không phục? Lại đánh một trận với Diệp Huyên à? Đến cả tổ sư cũng đã đứng về phía Diệp Huyên rồi. Trước điện kiếm võ, An Lan Tú nhìn pho tượng cô gái áo bào trắng trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh An Lan Tú là Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý lắc đầu, vốn tưởng rằng phải đánh một trận. Không ngờ lại thuận lợi đến vậy. An Lan Tú nhìn pho tượng trước mắt rồi nhẹ giọng nói, rốt cuộc người này có quan hệ gì với hắn? Liên Vạn Lý nhìn pho tượng. Nàng ta cũng thấy tò mò, lão tổ của nhà họ Hiên Viên, kiếm võ môn, tiên kiếm tông và cả Vu tộc đều quen biết tên kia. Đúng là có chút quái lạ đấy. An Lan Tú gật đầu, lẽ nào thật sự có thứ gọi là kiếp trước sao? Liên Vạn Lý cười nói, nếu so với trước mắt thì đúng là có thật.
An Lan Tú nhẹ giọng nói, nếu có, vậy thì kiếp trước của chúng ta là gì? Liên Vạn Lý cười ha ha, việc gì phải quan tâm? Kiếp trước đã là kiếp trước, bây giờ là bây giờ. Cho dù kiếp trước của hắn là gì, thì bây giờ hắn là Diệp Huyên, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Diệp Huyên. An Lan Tú gật đầu rồi khẽ bảo, đúng. Hắn là Diệp Huyên, điều này không ai có thể thay đổi được. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt còn ánh lên tia lo lắng. Kiếp trước. Kiếp này. Nàng có chút sợ, sợ rằng Diệp Huyên ngày sau sẽ thay đổi. Như biết được suy nghĩ của An Lan Tú, Liên Vạn Lý bỗng cười nói, hắn sẽ không thay đổi đâu. An Lan Tú nhìn về phía Liên Vạn Lý cười nói, muội muội của hắn. Muội muội. An Lan Tú khẽ run, rồi lắc đầu nở nụ cười, đúng vậy. Bảo vệ muội muội bằng mọi giá. Chỉ cần Diệp Liên còn ở đấy, Diệp Huyên sẽ vĩnh viễn là Diệp Huyên. Ai cũng không thay đổi được. Cho dù biến thành người khác, Diệp Liên cũng có cách khiến Diệp Huyên biến trở về. Chấm chấm chấm. Trong tinh không xa xôi, Diệp Huyên ngự kiếm bay nhanh, hắn đã đẩy tốc độ của mình đến cực hạn. Đạo tắc. Dưới tình huống không thể tập hợp bốn thanh kiếm, hắn chỉ có thể dựa vào tháp giới ngục thôi. Cái tháp nhỏ này mỗi lần có thêm một đạo tắc thì uy lực sẽ tăng theo cấp số nhân. Đạo tắc. Hắn cũng quyết định sẽ nghiên cứu cho kỹ chín đạo tắc ở trong tháp này, uy lực của chín đạo tắc này chắc chắn không chỉ có mỗi thế. Tất nhiên mục đích hiện tại của hắn là nghĩ cách lấy được đạo tắc của tầng 6. Đạo tắc tầng 6 sẽ là gì đây? Trong lòng Diệp Huyên có chút hiếu kỳ. Diệp Huyên đẩy nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc hắn đã đến một mảnh đại lục. Trên một đỉnh núi, Diệp Huyên nhìn lướt bốn phía, linh khí nơi đây mỏng manh, vùng thế giới này căn bản không hợp cho việc tu luyện. Một lát sau, Diệp Huyên hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở nơi cuối chân trời. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đi tới một mảnh thảo nguyên, ở đây dê bò đi theo từng đàn, mà trước một bầy cừu, Diệp Huyên thấy được một bóng người quen thuộc. Diệp Liên. Diệp Liên bấy giờ đang dẫn một đám cừu chạy nhanh trên thảo nguyên. Trên mặt cô bé là nụ cười sán lạn. Thấy Diệp Liên vui vẻ đến thế, trên mặt Diệp Huyên cũng chợt nở nụ cười. Đã rất lâu rồi hắn không thấy Diệp Liên cười đùa như vậy. Đúng lúc này, Diệp Liên bỗng nhìn thấy Diệp Huyên, khi thấy được Diệp Huyên, cô bé hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng chạy về phía hắn, ca. Phía sau Diệp Liên là một đám cừu chạy theo sát. Chẳng mấy chốc, Diệp Liên đã đến trước mặt Diệp Huyên, cô bé ôm chầm lấy hắn, sau đó cười nói, ca, huynh đến rồi. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Diệp Liên rồi cười bảo, Viêm già tỷ tỷ đâu. Diệp Liên xoay người chỉ về phía cách đó không xa. Ở đấy có một căn nhà gỗ, trước nhà gỗ có một cô gái đang đứng, đó chính là Viêm già. Diệp Huyên cười bảo, đi thôi. Nói xong, hắn dẫn Diệp Liên đi về phía đó. Chỉ chốc lát, huynh muội Diệp Huyên đã đến trước mặt Viêm già, Viêm già nhìn Diệp Huyên, nàng ở bên trong. Diệp Huyên nói, thái độ như thế nào? Viêm già lắc đầu, vẫn chưa biết, nàng ấy muốn thấy ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta đi gặp nàng ấy thử. Nói xong, hắn bước vào trong. Mà lúc này, Diêm gia đột nhiên nói, đừng giữ trò xảo trá. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn bước vào trong nhà gỗ. Bên trong có một chiếc bàn trà và một cô gái đang ngồi cạnh đấy. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh lục, tóc dài xõa vai, trên trán còn quấn một chiếc đai lụa màu xanh sẫm. Nàng ta cứ ngồi yên ở đấy đối diện với hắn. Không thể không nói, cô gái này rất ưa nhìn. Ngũ quan xinh xắn, da rẻ trắng nõn như ngọc, vô cùng mịn màng, nhất là đôi mắt kia, vừa to vừa tròn, lại trong suốt như hồ thu. Cô gái và Diệp Huyên nhìn nhau. Một lát sau, cô gái nói, ngồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống trước mặt cô gái, hắn nhìn nàng ta một lúc rồi mới nói, người là đạo tắc gì? Cô gái nhìn Diệp Huyên rồi cười nói, nghe bảo A Việt cũng đang giúp ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái cười nói, tính cách A Việt nóng nảy, nàng ấy chọn giúp ngươi thì xem ra ngươi cũng có chỗ đặc biệt. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô nương, ta thẳng tính nên sẽ nói luôn. Nếu người giúp ta, ngày sau ta nhất định sẽ giúp mọi người lấy lại tự do. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nếu ta không giúp thì sao?
Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, người không cân nhắc lại à? Cô gái lắc đầu nở nụ cười, thiếu niên, người quá mức ngây thơ rồi. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, có ý gì? Cô gái cười nói, người có biết tình cảnh hiện tại của mình là sao không? Người bây giờ không chỉ có kẻ địch ở Tứ Duy, mà còn có địch trong nội bộ tháp giới ngục, người có biết thứ ở tầng 6, tầng 8, tầng 9 là kẻ như nào không? Người có biết tháp này là thứ gì không? Thu phục tháp này, chuyện này cứ như người ngốc nói sảng, bởi vì tháp này căn bản sẽ không bao giờ nhận ngươi làm chủ. Còn nữa, tầng 6, tầng 8, tầng 9 kia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, bởi vì tháp này liên quan đến sự sống chết của chúng. Hơn nữa, còn có Ngũ Duy, e là Ngũ Duy đã theo dõi ngươi từ lâu rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, cô gái váy trắng là chỗ dựa của ta. Nghe vậy, cô gái kia im lặng. Chỗ dựa. Diệp Huyên cảm thấy có chỗ dựa cũng không phải chuyện mất mặt gì. Tất nhiên hắn cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu tự hào. Bởi vì làm người phải dựa vào chính mình. Nhưng có một số lúc mượn oai hùng cũng không sao. Cô gái nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Cô gái váy trắng. Chỉ một người này thôi là đã có thể giải quyết tất cả vấn đề nàng ta vừa nói. Thật ra hiện tại ở Tứ Duy này, chỉ có đạo tắc các nàng cùng tháp giới ngục mới biết rõ cô gái váy trắng khủng bố đến mức nào. Bởi vì chỉ có các nàng mới từng giao thủ với cô gái váy trắng. Đó là một người mạnh đến mức gần như khiến người khác phải thấy tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, cô nương, tháp này chọn ta cũng có chút bất ngờ. Nhưng nếu nó đã chọn ta, nhận ta làm chủ, vậy thì ta sẽ không trốn tránh, mà dù sao cũng không trốn được. Vẫn là câu nói đó, nếu mọi người giúp ta, ngày sau ta sẽ dùng thân phận tháp chủ trả lại tự do cho mọi người. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi thật sự có thể khống chế tháp này cùng tất cả đạo tác ở trong đấy, ngươi sẽ không khôi phục tự do cho chúng ta. Diệp Huyên nhìn cô gái, Viêm già cô nương tin ta, A Việt tin ta. Cô gái im lặng. Diệp Huyên cũng không nói chuyện, hắn cầm ấm trà rót cho mình một tách, nước trà đổ vào chén, một hương thơm thanh thoát len vào trong mũi. Cô gái đột nhiên bảo, vào tháp xem. Diệp Huyên gật đầu. Hai người vào trong tháp giới ngục, lúc này Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt hai người, cô bé nhìn cô gái kia với ánh mắt đề phòng. Diệp Huyên cười hỏi, sao lại không trồng linh quả nữa? Tiểu Linh Nhi vung tay nhỏ lên. Một lò luyện đan to lớn xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, trong lò luyện đan đang có một ngọn lửa cháy bừng bừng. Lò luyện đan. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó hỏi, người đang luyện đan à? Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu, tiếp đó, cô bé lấy một quyển sách cổ ra, Diệp Huyên liếc nhìn, trên đó có viết hai chữ lớn, đan kinh. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, người lấy được ở đâu thế? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Huyên nghiêm mặt hỏi, lấy ở đâu? Tiểu Linh Nhi nhếch môi cười, cô bé chỉ lên phía trên. Diệp Huyên hỏi, tầng 6. Tiểu Linh Nhi lắc đầu. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, tầng 8. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Tầng 8. Diệp Huyên túa mồ hôi lạnh, tầng 8 tỉnh rồi. Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó cô bé lại lấy một quyển sách cổ ra, trên đó có để hai chữ lớn màu đen, độc kinh. Độc kinh. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ giật, hắn nhìn sang cô gái bên cạnh, tầng 8 là một dược sư à? Cô gái lắc đầu, còn đáng sợ hơn dược sư 10 vạn lần. Nói xong, cô gái nhìn Tiểu Linh Nhi, người có thể tiếp xúc với nàng ta. Tiểu Linh Nhi trừng mắt, không nói gì. Diệp Huyên cũng chịu, cô nhóc này chắc chắn là lại làm chuyện gì đó không hay rồi. Lúc này, cô gái kia đột nhiên nói, đến tầng 6 xem sao. Nói xong, nàng ta và Diệp Huyên đã biến mất tại chỗ. Tầng 1, Tiểu Linh Nhi lại bắt đầu đi luyện đan của mình, cô bé vừa xem sách vừa thả một vài vật liệu vào lò, chẳng mấy chốc, lò luyện đan kia đã sôi lên. Chấm chấm chấm. Ở lối vào tầng 6, cô gái dẫn Diệp Huyên đi vào trong, mà đúng lúc này, một luồng sức mạnh vô hình bỗng chắn trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó nói, tiền bối. Không có lời hồi đáp. Cô gái đột nhiên nói, trước hết đợi ở đây. Nói xong, nàng ta đi vào. Cô gái nhìn góc tường ở phía xa rồi im lặng. Lúc này, một giọng nói vang lên, không ngờ rằng ở đây còn có thể gặp được bạn xưa.
Cô gái nhẹ giọng nói, với thực lực của ngươi, không nên như thế. Ma chủ cười nói, muốn có được một vài thứ, phải trả giá rất lớn. Cô gái nhìn vào góc tường, tại sao? Ma chủ hỏi, từng yêu ai chưa? Cô gái lạnh lùng đáp, ta là đạo tắc. Ma chủ cười nói, vạn vật đều có linh, tuy các ngươi là đạo tắc, nhưng có khác gì nhân loại đâu. Cô gái im lặng. Ma chủ nhẹ giọng nói, ta quan sát tiểu tử kia rồi, là một người dốt, các ngươi có thể tin hắn. Cô gái khẽ nói, ngươi thay đổi rồi. Ma chủ cười, bây giờ ngươi có thể sống cuộc sống thích làm gì thì làm như trong mong ước, nhưng ngươi đã từng nghĩ qua chưa, tháp này đi theo hắn, nó đang khôi phục lại nhanh chóng. Nếu nó khôi phục lại linh trí hoàn toàn, khi đó các ngươi phải làm gì để chống lại nó? Cô gái lắc đầu, hắn cũng không chống lại được nó. Ma chủ nói, nhưng hắn là người có hy vọng nhất. Hơn nữa nếu một mình hắn không chống lại được, hắn có thể gọi người giúp, tại sao tháp này lại chọn một người yếu ớt như hắn? Không phải là vì nó muốn ôm đùi cô gái váy trắng kia sao? Cô gái váy trắng. Cô gái trầm mặc. Nữ nhân kia quả thật có thể nghiền chết cái tháp sách này, phải nói là, khi đối diện với nữ nhân kia, cái tháp sách này chẳng dám hó hé lời nào. Ma chủ lại nói, còn nghĩ gì nữa? Ngươi bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, không phải à? Cô gái nhìn về phía ma chủ, ngươi không hận ta. Ma chủ cười ha ha, hận ngươi làm gì? Nếu phải hận, ta chỉ hận thực lực của mình không đủ. Nếu ta có thực lực của cô gái váy trắng kia, sao ta lại bị trấn áp ở đây được? Cô gái im lặng một chốc rồi nói, ngày sau định thế nào? Ma chủ nhẹ giọng hỏi, định như nào nữa? Cô gái nhìn ma chủ trước mắt, khẽ đáp, một chữ tình làm khổ người. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng ở cửa vội nhìn về phía cô gái, tiền bối. Cô gái lạnh nhạt nói, đi thôi. Diệp Huyên nhìn vào trong, ma chủ tiền bối. Người tỉnh rồi à? Ma chủ cười đáp, tỉnh rồi. Diệp Huyên nở nụ cười, tiền bối xuống núi được chưa? Ma chủ cười ha ha, tiểu tử, có muốn học vài chiêu ma kỹ siêu lợi hại không? Siêu lợi hại? Diệp Huyên vội hỏi, ma kỹ gì thế? Ma chủ đáp, một canh giờ nữa sẽ đi tìm ngươi. Diệp Huyên vội gật đầu, được. Diệp Huyên và cô gái trở về tầng 1, Diệp Huyên nhìn cô gái, tiền bối. Cô gái bỗng nói, tên ta là Liên Thiển. Diệp Huyên gật đầu, Liên Thiển cô nương, người có suy tính thế nào? Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, theo ta biết, người bây giờ đã nắm giữ đạo tắc đại địa, đạo tắc không gian và đạo tắc mộng, thêm vào A Việt và Viêm Già, bây giờ ngươi đã có tổng cộng 5 đạo tắc. Diệp Huyên gật đầu. Liên Thiển nói, 5 đạo tắc, nếu thêm ta nữa thì với tình huống hiện tại của tháp này, người có thể mở ra 2 công năng của nó. Diệp Huyên vội hỏi, 2 công năng gì? Liên Thiển, thứ nhất, nhân danh tháp, cầm tù chư thiên vạn vật, tháp này có thuật giam cầm, trên lý thuyết mà nói, chỉ cần bị nó chọn chúng là sẽ bị giam cầm. Hơn nữa thuật giam cầm này nằm giữ pháp tắc ngũ duy, người tứ duy các ngươi căn bản không thể phá được. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến điều gì nên lại nói, trừ một số ít người ra. Lúc này đây, nàng ta như nhớ đến trận đánh giữa tinh không ngày xưa kia. Tháp giới ngục đã dùng chiêu này với ba kiếm tu kia, nhưng đáng tiếc lại bị đánh bể cả đầu. Diệp Huyên nói, cái này ta từng dùng rồi, nhưng mỗi lần triển khai với những kẻ địch mạnh mẽ, thân thể ta đều bị rút cạn sinh lực. Liên Thiển nói, bình thường thôi, bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Hơn nữa ngươi lại không dùng đúng cách. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Thiển, đúng cách. Liên Thiển búng tay một cái, một tia sáng đi vào giữa lông mày Diệp Huyên, chẳng mấy chốc. Một chuỗi thông tin đã xuất hiện trong đầu hắn. Là khẩu quyết. Liên Thiển nói, đây là khẩu quyết của thuật giam cầm, với thực lực bây giờ của ngươi, thêm vào cái tháp này bằng lòng giúp đỡ, trừ một vài cường giả đỉnh cao ra thì không có ai ngươi không cầm tù được. Diệp Huyên trầm giọng nói, cường giả đỉnh cao à, có thể cụ thể hơn chút không? Ví dụ hiện tại ta có thể giam cầm cường giả cảnh giới nào? Liên Thiển lắc đầu, không biết. Dù sao đến lúc ngươi gặp phải cường địch là sẽ biết thôi. Diệp Huyên. Liên Thiển lại nói, nhưng để triển khai một lần thuật giam cầm cần phải tiêu hao rất nhiều, ngươi phải kiềm chế một chút mới được. Diệp Huyên gật đầu, đã rõ. Liên Thiển cô nương, vậy công năng thứ hai là gì?
Liên Thiển nhẹ giọng nói, người đi theo ta. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên ra ngoài tháp, bên ngoài, nàng ta chỉ lên trên cửa tháp, nơi đó có hai câu đối. Bên trái là, giam thiên, cầm địa, nhốt chư thiên thần ma. Bên phải là, cấm đạo, cấm mệnh, cấm vạn giới nhân tiên. Diệp Huyên trầm giọng nói, đây là. Liên Thiển nói, biết đây là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Liên Thiển nhẹ giọng nói, đây là lục đạo chân ngôn của chủ nhân. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Thiển, chân ngôn của chủ nhân. Liên Thiển gật đầu, lục đạo chân ngôn này, bây giờ ngươi có thể dùng hai đạo đầu tiên. Diệp Huyên nhìn về phía hai câu đối kia, sử dụng như thế nào? Liên Thiển đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta ấn một ngón tay lên giữa hàng mày Diệp Huyên. Một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên bạo phát ra trong cơ thể Diệp Huyên. Vô số thông tin tràn vào trong đầu Diệp Huyên, cứ thế, khoảng chừng nửa canh giờ sau, Liên Thiển thu tay về. Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, lục đạo chân ngôn của chủ nhân này có thể nói là đỉnh cao của thiên địa pháp tắc tứ duy các ngươi. Một khi ngươi sử dụng lục đạo chân ngôn này, nhất định sẽ bị thiên đạo của vũ trụ tứ duy nhằm vào. Diệp Huyên trầm giọng nói, vũ trụ tứ duy có mấy thiên đạo? Liên Thiển lạnh nhạt đáp, rất nhiều, nhưng mạnh nhất hẳn là cái ở đại thế giới huyền hoàng. Ta đã từng cảm nhận được nó, đối phương sâu không lường được, cũng không phải thứ hiện tại ngươi có thể chống lại. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn về phía lục đạo chân ngôn kia. Giam thiên, cầm địa, hiện tại hắn có thể dùng hai đạo chân ngôn này, Liên Thiển đã dạy hắn cách dùng rồi. Diệp Huyên hỏi, ta có thể thử không? Liên Thiển lắc đầu, tốt nhất là đừng, khi nào gặp phải kẻ không thể địch lại thì hẳn dùng. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Liên Thiển, Liên cô nương, người là đạo tắc gì vậy? Liên Thiển nói, bây giờ ngươi không điều động được ta đâu. Diệp Huyên. Liên Thiển nói, ngươi bây giờ phải mau chóng nâng cảnh giới của mình lên đi, cảnh giới tăng cao, thêm vào ngươi lại là nghịch cảnh trùng tu, một khi đạt đến đăng phong cảnh. Thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn rất nhiều so với ngươi nghĩ. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ nhanh chóng nâng cao cảnh giới của mình. Liên Thiển khẽ gật đầu, đến tầng 6 đi. Thời gian của y không nhiều lắm. Thời gian. Diệp Huyên kinh ngạc nhìn về phía Liên Thiển, thời gian không nhiều lắm. Chuyện này, là sao? Liên Thiển lạnh nhạt trả lời, đến xem đi là biết. Diệp Huyên không hỏi gì nữa, hắn đi thẳng đến tầng 6. Vào đi. Giọng nói của tầng 6 vang lên. Diệp Huyên đi vào, không gian trong tầng 6 cũng không lớn, thế nhưng trên vách tường bốn phía xung quanh lại có một vài ấn phù màu đen thần bí. Những ấn phù này đầu đuôi liên kết với nhau, lít nha lít nhít, hơn nữa còn tỏa ra một luồng sức mạnh quỷ dị rất kỳ lạ. Diệp Huyên nhìn một góc tường cách hắn không xa, khi thấy được ma chủ, hắn lập tức ngẩn cả người. Lúc này đây ma chủ đã tóc trắng phơ, không chỉ thế. Khuôn mặt của y còn trải đầy các nếp nhăn, trông cực kỳ già nua. Chưa hết, hơi thở bây giờ của ma chủ vô cùng yếu ớt, gần như là không còn. Đây rõ ràng là diện mạo khác hoàn toàn với lúc trước hắn từng thấy trong ma môn. Mà trước mặt ma chủ có một cỗ quan tài băng. Trong quan tài có một cô gái. Ma chủ đột nhiên cười nói, ha ha, có phải khác với những gì ngươi tưởng tượng lắm không? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối. Chuyện này, ma chủ nhẹ giọng bảo, lại đây tâm sự. Diệp Huyên đi tới trước mặt ma chủ, nhìn ma chủ già nua trước mắt, bỗng chốc hắn thấy lòng mình chạnh lại. Ma chủ khẽ mỉm cười, xin lỗi, rất nhiều lúc không phải ta không muốn đi ra giúp ngươi, mà là lực bất tòng tâm. Diệp Huyên hỏi, là do tháp này sao? Ma chủ lắc đầu, không hẳn. Diệp Huyên nhìn về phía ma chủ lại nhìn cỗ quan tài băng trước mặt. Khẽ nói, còn nhớ lúc trước ta từng kể cho ngươi chuyện xưa giữa ta và một cô gái không? Diệp Huyên gật đầu, nhớ. Ma chủ cười, nàng ở đây. Diệp Huyên nhìn cô gái ở trong quan tài băng, diện mạo cô gái không được tính là quá đẹp, nhưng cũng không tệ, nói chung thuộc hàng bình thường. Ma chủ cười nói, năm đó ta là một thư sinh, với ta mà nói, nguyện vọng lớn nhất chính là ghi tên bảng vàng. Đáng tiếc, thời niên thiếu nghèo nàn. Ngay cả cơm ăn còn không có, nói gì đến đi học thành tài. Nói đến đây, y nhìn quan tài bằng trước mặt,
rồi lại khẽ khàng, nàng có thể coi là thanh mai trúc mã với ta. Lúc đó bởi vì gia cảnh nghèo nàn, phụ mẫu của nàng không cho phép nàng qua lại với ta. Nhưng điều đó không ngăn cản được chúng ta. Vì muốn giúp ta đi học, nàng ấy ngày nào cũng đi làm công cho người khác, dòng dã 5 năm trời, nàng ấy chưa từng tiêu một đồng nào cho bản thân. Đến đoạn này, ma chủ như thể nhớ đến điều gì đó, y bỗng chảy dài nước mắt, ngày đó ta vào kinh đi thi, ta nói với nàng ấy rằng, đợi ta thành tài, ta sẽ cưới nàng ấy. Nàng chỉ cười, không nói gì. Ma chủ nhẹ nhàng vuốt ve quan tài băng trước mặt, 3 tháng sau, ta để tên bảng vàng, đợi khi ta trở lại, nàng ấy đã chết rồi. Chết? Diệp Huyên sửng sốt, tại sao? Ma chủ cười ha ha, tiếng cười có chút điên cuồng, chuyện này như thao cẩu huyết viết trong tiểu thuyết nghĩa hiệp vậy. Sau khi ta đi thi, phụ mẫu buộc nàng ấy gả cho người khác. Nàng ấy không chịu, phụ mẫu cứ ép, cuối cùng nàng ấy chọn cách tự sát. Nói đến đây, y nhìn cỗ quan tài trước mặt, vẻ mặt cực kỳ đau khổ, là ta hại nàng. Ta tài cán gì để nàng làm thế vì ta? Ta có tài cán gì chứ? Diệp Huyên im lặng, tâm trạng rất phức tạp. Ma chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, người có biết trên thế gian này chuyện gì khiến nam nhân đau khổ nhất không? Là lúc không có năng lực thì gặp được người thích hợp, mà càng đau khổ hơn nữa là, lúc người đã có đủ năng lực rồi, thì người lúc trước đã không còn. Diệp Huyên im lặng. Lời của ma chủ, dù hắn chưa từng trải qua, nhưng vẫn có thể hiểu được. Một nam nhân, nếu khi hắn chưa đủ năng lực nhưng lại gặp được người thích hợp, đó là sự bất lực đến nhường nào. Còn nếu khi hắn đủ năng lực, người lúc trước đã không còn. Lúc này, ma chủ nhẹ giọng nói, nàng ấy không còn, thì ta có là quan nhất phẩm thì có nghĩa lý gì? Khoảnh khắc đó, tín ngưỡng cả đời ta đã sập đổ. Cuối cùng ta chọn bỏ văn theo võ. May mà vận khí ta tốt, gặp được chút cơ duyên. Mà cả đời sau đó, ta mang nàng ấy đi chu du khắp nơi. Sau đó ta nghe bảo nếu vào vũ trụ ngũ duy thì có thể sửa đổi sinh tử, thế là ta lập tức tìm cách để vào được ngũ duy. Cuối cùng ta tìm thấy được tháp này. Nhưng tiếc là, ta đã đánh giá thấp thực lực của nó. Nghe thế, rốt cuộc Diệp Huyên đã hiểu tại sao ma chủ lại bị nhốt. Hóa ra chính là vì y đã đi tìm tháp giới ngục. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, theo lý mà nói, với thực lực của người thì hẳn là sẽ không xuất hiện tình trạng như bây giờ chứ? Ma chủ nhẹ giọng đáp, năm đó ta đã dùng vài cách để mời người tụ tập một hồn một phách của nàng ấy, có một hồn một phách này, nàng ấy mới có cơ hội được phục sinh. Mà sau khi ta bị giam ở đây, ta thì có thể miễn cường chống lại sức mạnh của tháp này, nhưng nàng ấy thì lại không thể. Vì vậy, những năm gần đây ta đã lấy sức mạnh của bản thân để bảo vệ nàng, mà kết quả là ta ép mình quá độ, dẫn đến tuổi thọ tiêu hao rất nhanh. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Huyên, nếu gặp ngươi sớm hơn chút nữa, có lẽ đã không thành ra như vậy. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta nhớ là năm đó cô gái váy trắng có ở trong tháp, sao tiền bối lại không nhờ người giúp đỡ. Ma chủ lắc đầu nở nụ cười, tiểu tử, ngươi thông minh như vậy, mà sao bây giờ lại nói năng ngốc nghếch thế? Diệp Huyên nhìn về phía ma chủ, ý tiền bối là. Ma chủ cười khẽ rồi bảo, ngươi thấy cô gái váy trắng dễ nói chuyện lắm à? Diệp Huyên gật đầu, rất dễ luôn. Ma chủ lắc đầu, chỉ với mình ngươi thôi. Trong mắt nàng ấy, trừ ngươi ra, tất cả đều là run rế. Không, căn bản là trong mắt nàng ấy ngoài ngươi ra, không còn ai khác. Nói xong, y lại quay sang Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, nàng ấy rất mạnh, mạnh đến mức cả ta cũng không biết nàng ấy mạnh đến đâu. Ta không biết tại sao nàng ấy lại để ý ngươi như vậy, nhưng chắc chắn là có nguyên do trong đó. Ngươi hãy cố gắng sống tiếp cho tốt, vì muội muội ngươi, vì những hồng nhan chi kỷ kia của ngươi, cũng vì nàng ấy. Nếu không, ngươi mà chết ở đây, với tính tình của cô gái kia, e là nàng ấy sẽ diệt gọn cả vũ trụ tứ duy này. Cô gái váy trắng. Nói đến đây, trong mắt ma chủ cũng ánh lên sự nghiêm túc. Năm đó y cũng thuộc nhóm cường giả đỉnh cao đứng đầu vũ trụ này, thế nhưng sau khi gặp được cô gái váy trắng, y mới biết bản thân kém cỏi đến mức nào. Kém cỏi. Đối diện với cô gái váy trắng, y lần đầu cảm thấy bản thân mình rất yếu. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta chắc chắn sẽ cố gắng sống sót. Nhưng mà bây giờ đừng nói chuyện của ta nữa, người theo ta ra khỏi tháp đi. Chúng ta,
Ma chủ lắc đầu, không còn kịp nữa. Diệp Huyên nhìn về phía ma chủ nhẹ giọng nói, tuổi thọ ta đã hết rồi, cho dù là cô gái váy trắng đến cũng phải chịu thôi. Dù sao cho dù là nàng ấy đi nữa, cũng không thể sửa được sinh tử. Sinh tử không đảo ngược được đâu. Nói đến đây, y nhìn về phía quan tài băng, bảo ngươi đến đây là có chuyện cần ngươi giúp. Diệp Huyên trầm giọng nói, xin tiền bối cứ nói. Ma chủ nhẹ giọng nói, ta đã không thể tiếp tục bảo vệ được nàng, cũng không thể phục sinh cho nàng, nhưng ngươi, ngươi là người có khả năng đi vào ngũ duy nhất, nàng theo ngươi, sẽ có cơ hội được phục sinh nhất. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Huyên, dẫn nàng đến ngũ duy đi, nếu ngũ duy có thể phục sinh nàng, kính mong ngươi nhất định phải giúp nàng sống lại, nhưng đừng nói với nàng những chuyện về ta. Diệp Huyên có chút không rõ tại sao. Ma chủ cười nói, nàng sẽ sống tốt hơn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, cho dù nàng sống lại, nhưng người đã không còn. Ma chủ nhẹ giọng nói, lúc nàng ở cùng ta luôn phải chịu cuộc sống cực khổ, những ngày tháng ấy quả thật quá khổ. Cả đời nàng chưa từng được hạnh phúc, ta muốn nàng được sống vui một đời, hạnh phúc một kiếp. Diệp Huyên muốn nói lại thôi. Ma chủ cười bảo, ta biết ngươi muốn nói gì, nếu được tái thế, nàng cũng có thể được sống trọn vẹn một đời êm vui đúng không? Nhưng nàng đã không thể tái thế nữa rồi. Diệp Huyên không rõ tại sao. Ma chủ nhẹ giọng nói, chấp niệm của nàng quá sâu, lúc trước cũng bởi vì chấp niệm của nàng, nên ta mới không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ một hồn một phách của nàng. Nói xong, y hơi dừng lại một chút rồi mới tiếp lời. Ngươi là người có khả năng vào được ngũ duy nhất, nàng theo cạnh ngươi, ngày sau cơ hội được phục sinh là rất lớn, nếu ngươi có thể phục sinh được nàng thì đừng nói cho nàng biết chuyện của ta. Bởi vì ta đã không còn là thư sinh năm đó nữa. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi sau đó đáp, ngày sau nếu ta đến được ngũ duy, sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành tâm nguyện của tiền bối. Ma chủ cười ha ha, vậy là được rồi. Vừa dứt lời, y xòe tay ra. Một chìa khóa màu đen kịt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên không rõ tiền bối, đây là. Ma chủ nhẹ giọng nói, còn nhớ lúc trước ta bảo ngươi mang một phần mộ ra khỏi ma môn không? Diệp Huyên gật đầu. Ma chủ nhìn Diệp Huyên, ở trong đó có truyền thừa cuối cùng của ta, ngoài ra còn có một vài thứ để cho ngươi nữa. Nói đến đây, y bỗng đứng dậy đến trước mặt Diệp Huyên, giúp ta một chuyện cuối cùng nhé. Diệp Huyên, tiền bối cứ nói. Ma chủ nhìn Diệp Huyên, sau khi ta rời đi, hãy dùng bí pháp trong phần mộ luyện chế xác ta thành ma thi, thân thể ta từ lâu đã đột phá thiên địa nơi đây, nếu luyện chế thành ma thi. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, tiền bối. Ma chủ cắt ngang lời Diệp Huyên, nghe ta nói hết đã. Nếu thân thể ta được luyện chế thành ma thi thì chắc chắn sẽ mạnh hơn cường giả đăng phong cảnh ngoài kia, chắc là ở tầm vị chi cảnh đấy. Ngoài ra, chỉ cần ngươi tu luyện theo bí pháp, ma thi ta. À không, phải là đế thi, đế vương trong ma thi, ta sẽ là ma thi cấp bậc cao nhất trong ma tộc. Chỉ cần ngươi tu luyện theo bí pháp ấy, đế thi ta đây vẫn có thể tu luyện, cũng sẽ ngày càng mạnh lên. Nói xong, y bỗng đặt tay lên vai Diệp Huyên, ta cũng không hẳn là hoàn toàn vì ngươi đâu. Nếu ngày khác ngươi phục sinh được nàng, hãy để cỗ ma thi ta lén lút đi theo cạnh nàng là được. Khi sống ta đã không thể bảo vệ được nàng, nên ta hy vọng, sau khi ta chết đi, ta có thể bảo vệ được nàng. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì ma chủ lắc đầu, ta không còn thời gian nữa đâu. Nói xong, y liếc nhìn cô gái nằm trong quan tài băng, lần từ biệt này chính là vĩnh biệt. Nếu được sống lại, phải sống vì mình cho trọn một đời đấy. Nhất định phải thế. Vừa dứt lời, y xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, ta sẽ làm một chuyện cuối cùng cho ngươi. Dứt lời, linh hồn y đột nhiên bay ra khỏi cơ thể, một khắc sau, hiện phách y lập tức rời khỏi tháp giới ngục, xông thẳng lên trời. Thương khung giới, trước thiên môn thần điện, một linh hồn thư sinh mang áo trắng nhìn thẳng vào gian điện kia, khẽ mỉm cười, tại hạ Tiết Hổ Bi, xin được chiến một trận. Trước thiên môn, thư sinh đứng lặng thinh, cơ thể thẳng tắp, trên mặt có một nụ cười, trông rất nho nhã điềm đạm. Phía dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên thương khung phía trên, không ai ngờ rằng thư sinh trước mắt này lại là đại ma đầu cả một đời. Là kiểu ma đầu vô cùng khủng bố ấy. Thực lực của ma chủ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hắn không biết, nhưng hắn biết chắc chắn là sẽ không yếu.
Với thực lực của ma chủ, hẳn y là người mạnh nhất hắn từng gặp trong đời ngoại trừ chủ nhân ba thanh kiếm trên đỉnh tháp kia. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn phía chân trời, tuy bây giờ ma chủ đang ở thể linh hồn, hơn nữa cũng đã suy yếu rất nhiều, nhưng thực lực hắn là vẫn không yếu. Đúng lúc này, trước thiên môn bỗng xuất hiện một ông lão mặc áo trắng. Ông lão tóc bạc phơ như hoa tuyết, một tay chắp sau lưng, lẳng lặng nhìn thư sinh, ngươi không phải người của đại thế giới huyền hoàng. Thư sinh cười nói, sao ngươi biết? Ông lão áo trắng vô cảm đáp, cường giả vượt qua vị chi cảnh ở đại thế giới huyền hoàng này, thần điện ta nắm rõ như lòng bàn tay. Thư sinh cười ha ha, quả thật ta không phải là người của đại thế giới huyền hoàng. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, sau đó nhẹ giọng nói, không thể phủ nhận, sự thần bí của hắn khiến thần điện ta phải khiếp sợ. Lúc trước là đám tổ sư của kiếm võ môn, hiện tại là ngươi, nếu không đoán sai, các hạ hẳn đã đạt đến mệnh cảnh trong truyền thuyết. Thư sinh gật đầu, đúng thế. Ông lão áo trắng nhìn thư sinh chằm chằm, người tài năng kinh thiên đến thế, tại sao lại vô danh không tiếng tăm? Thư sinh cười nói, thế giới rộng lớn, không phải chỉ có mỗi huyền hoàng. Ông lão áo trắng gật đầu, điều này cũng đúng. Thư sinh nói, ta vốn không thích nhiều lời, nhưng bởi vì một số chuyện, nên ta vẫn muốn nói nhiều hơn một câu. Ông lão áo trắng nhẹ giọng nói, cường giả nên được tôn trọng, nói đi. Thư sinh cười nói, cho các ngươi một lời khuyên thiện ý, đừng tính toán với tiểu tử dưới kia nữa. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, sau đó hỏi, vì sao? Thư sinh khẽ mỉm cười, các ngươi không chọc nổi vào người sau lưng hắn đâu. Ông lão áo trắng nhìn thư sinh, thần điện ta từ khi thành lập đến nay, không có ai không chọc vào nổi, nếu từng có, thì đối phương cũng hóa thành bụi trần từ lâu rồi. Thư sinh gật đầu, vậy không phí lời nữa. Đánh với ngươi một trận. Ông lão áo trắng làm thế mời, mời đến thiên môn. Thư sinh cười ha ha, rồi biến mất ngay tại chỗ. Ông lão áo trắng cũng biến mất theo đó. Phía dưới, Diệp Huyên lẳng lặng nhìn vị trí thiên môn, cứ thế, khoảng chừng nửa khắc sau, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, mau đi tìm cô gái váy trắng. Là giọng của ma chủ. Tìm cô gái váy trắng. Lúc này đây, vẻ mặt của Diệp Huyên lập tức nghiêm lại. Bấy giờ hắn mới hiểu được, ma chủ lấy thể linh hồn đến tìm thần điện là muốn giúp hắn thăm dò thực lực chân chính của thần điện. Mà vừa nãy, ma chủ đã bảo hắn đi tìm cô gái váy trắng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thực lực của thần điện đã vượt xa dự liệu của ma chủ. Sự tình rất nghiêm trọng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn thiên môn, ở nơi đấy, ông lão áo trắng lại xuất hiện lần nữa. Lão liếc nhìn Diệp Huyên, để ta xem thử chỗ dựa phía sau ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vừa dứt lời, lão đã xoay người biến mất không còn thấy đâu. Phía dưới, Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này Liên Thiển đi tới cạnh Diệp Huyên, sao rồi? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thực lực của thần điện này có chút vượt quá dự liệu của ta. Liên Thiển nhìn về phía thiên môn, đại thế giới huyền hoàng này cũng không đơn giản, năm đó cũng chính là người nơi đây liên tục dò xét vũ trụ ngũ duy, tuy chưa ai tiến vào được ngũ duy, nhưng đã đủ để chứng minh nơi đây không hề tầm thường. Diệp Huyên cười khổ, sau đó hắn nhìn sang Liên Thiển. Liên Thiển cô nương, ta có một thắc mắc, mong người giải thích cho ta. Liên Thiển gật đầu, nói đi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta muốn hỏi có phải ta đến vũ trụ ngũ duy rồi, có khi sẽ còn gặp kẻ địch càng mạnh mẽ hơn đúng không? Hơn nữa những kẻ địch này đều là do số mệnh an bài. Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, trừ khi ngươi từ bỏ cái tháp này. Nhưng nếu từ bỏ nó, ngươi sẽ không vào được ngũ duy, mà nếu không từ bỏ. Ngươi nói không sai, ngươi sẽ gặp phải rất nhiều kẻ địch được số phận an bài. Hơn nữa còn là những kẻ địch ngươi vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được đến. Diệp Huyên hỏi, có mạnh như cô gái váy trắng không? Liên Thiển lạnh lùng đáp, nàng có thể bảo vệ ngươi cả đời không? Diệp Huyên trầm mặc. Liên Thiển nhẹ giọng nói, tháp này không đơn giản, nó còn mang theo một ít nhân quả khác nữa, nếu ngươi giữ nó, thì đó là cơ duyên của ngươi. Và cũng là tai họa của ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta đã cảm nhận được sâu sắc rồi. Liên Thiển nhẹ giọng nói, có thật là không thể liên hệ với cô gái váy trắng không? Diệp Huyên gật đầu, không có cách nào. Liên Thiển gật gật đầu, vậy chúng ta phải tự thân vận động thôi.
đi xem thử ma chủ truyền lại cho ngươi cái gì. Diệp Huyên gật đầu, sau đó trở lại tháp giới ngục. Tầng 6. Diệp Huyên đi đến trước cỗ quan tài băng kia, bên cạnh quan tài là thân thể của ma chủ. Luyện chế thành đế thi. Trong thâm tâm Diệp Huyên vô cùng không muốn. Đối với ma chủ, hắn xem y như là sư phụ mình, trên phương diện tình cảm cá nhân, hắn thật sự không muốn luyện xác của ma chủ thành ma thi. Thế nhưng tâm nguyện cuối cùng của ma chủ là lại được luyện thành đế thi. Ma chủ muốn ở cạnh bảo vệ nữ nhân kia. Trong điện, Diệp Huyên đứng im lặng rất lâu, cuối cùng hắn vung tay phải lên, một ngôi mộ bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Đây là bảo vật khi trước hắn lấy được trong ma môn, mà lúc đó ma chủ không cho hắn mở ra, hẳn là vì thời cơ vẫn chưa đến. Diệp Huyên đi đến trước phần mộ kia, lúc này nó bỗng tỏa ra một luồng hắc quang, một khắc sau, Diệp Huyên đã biến mất chẳng còn thấy đâu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đi tới trong một không gian nhỏ hẹp, trước mặt hắn có một tòa quan tài màu đen, trên quan tài trải rộng phù văn màu vàng. Không chỉ thế, trên phù văn vàng kia còn có rất nhiều sợi tơ màu ánh kim nữa. Đây là... Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, hắn đang định đi tới thì đúng lúc này, một quyển sách màu đen đặt trên mặt bàn trước mặt Diệp Huyên bỗng hóa thành luồng hắc quang chui vào giữa hàng mày hắn. Chẳng mấy chốc, vô số tin tức ùa vào trong đầu hắn như thủy triều. Một lát sau, Diệp Huyên nhìn cỗ quan tài đen cách đó không xa, hắn không động vào cái quan tài này. Bởi vì bây giờ ma chủ vẫn chưa muốn hắn động vào. Còn bên trong rốt cuộc là thứ gì thì ma chủ cũng không nói rõ. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn lại nhìn về phía cái bàn kia, trên đó còn có một chiếc hộp đen. Đây là món đồ cuối cùng ma chủ để lại cho hắn. Diệp Huyên đi tới trước bàn, hắn mở hộp ra, trong đấy là một quả tim màu đen kịt vẫn còn đang đập. Tim. Diệp Huyên khẽ chạm vào quả tim kia, phút chốc. Nó lập tức hóa thành tia hắc quang rồi nương theo cánh tay tiến thẳng vào cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, hai mắt Diệp Huyên biến thành màu đen đỏ, không chỉ thế, một luồng khí thể màu đen đột nhiên bao phủ lấy toàn thân hắn. Á! Một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Quanh thân Diệp Huyên có vô số khí đen lượn lờ, mạch máu toàn thân hắn đang bắt đầu rung lên kịch liệt, như thể muốn nổ tung. Trong cơ thể Diệp Huyên, sau khi quả tim đen kia tiến vào người là lao đến vị trí trái tim vốn có của hắn, như muốn thay thế tim của Diệp Huyên. Nhưng nó còn chưa đến gần được trái tim của Diệp Huyên thì đã bị một lực lượng huyết mạch cường đại bao phủ lấy. Cổ tim đen kia vừa định phản kháng thì đã có một luồng sức mạnh lập tức đánh vào người nó. Cả người Diệp Huyên run lên kịch liệt, lúc này đây, mạch máu toàn thân hắn gần như đã biến thành màu đen kịt, không chỉ thế. Ngay cả da rẻ cũng đang dần chuyển đen, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng chẳng mấy chốc sau, huyết quản và da rẻ hắn đã bắt đầu khôi phục lại bình thường, thế nhưng khí tức quanh thân hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt. Thân thể của hắn đang điên cuồng hấp thụ năng lượng từ quả tim đen này. Sắp đột phá. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất, quanh thân là từng đợt khí thế mạnh mẽ tuôn ra như thủy triều. Cứ thế. Thời gian từng khắc trôi qua, khoảng chừng một canh giờ sau, Diệp Huyên đột nhiên mở choàng hai mắt, trong mắt hắn ánh lên một tia kiếm quang màu đỏ sẫm. Quanh thân Diệp Huyên có một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên chấn động tuôn ra. Chi đạo cảnh. Hắn đã đạt đến chi đạo cảnh. Diệp Huyên có chút mờ mịt. Bản thân không cần cắn nuốt kiếm cũng có thể đột phá à? Nhưng hắn không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì luồng sức mạnh trong cơ thể hắn vẫn chưa được hấp thụ hết. Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, ma chủ, ngươi hại ta. Ngươi hại ta, ngươi hại ta. Nghe thế, Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó vội hỏi, ngươi là ai? Giọng nói kia đáp lại, ta chính là tim ma thần, nhân loại, huyết thống của ngươi là gì? Tại sao có thể áp chế được huyết thống của ma thần? Tại sao? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, ta cũng không biết. Giọng nói kia gào lên, ma chủ bảo ta nuốt chửng ngươi, thật ra là y muốn ngươi nuốt chửng ta bị lừa rồi. Ma chủ. Diệp Huyên im lặng. Thì ra tim ma thần này là ma chủ để lại cho hắn hấp thụ. Lúc này, giọng nói kia lại bỗng vang lên, nhân loại, tâm sự không? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, vừa nãy ngươi muốn nuốt chửng ta mà. Nếu không phải do huyết thống của ta đặc biệt,
ngươi sẽ tâm sự với ta sao? Vậy nên, ngươi đừng hòng phản kháng. Nhân loại, giọng nói kia gào lên, ta chính là tim ma thần. Diệp Huyên gật đầu, tim ma thần, ừ, đại bổ. A a a a a a. Trong cơ thể Diệp Huyên, giọng nói kia vẫn điên cuồng gào thét. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nhìn gì nữa. Hắn không có chút thương hại nào. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, nếu không phải do hắn có huyết thống đặc thù thì người chết đã là hắn. Mà khi đó, ai sẽ thương hại cho hắn? Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu tiếp tục nuốt chửng, không thể không nói, năng lượng của tim ma thần này thật sự rất hấp dẫn. Cứ thế, thời gian từng chút một trôi qua, ngày hôm sau, Diệp Huyên đã từ chi đạo cảnh đạt đến chứng đạo cảnh. Hơn nữa năng lượng của tim ma thần vẫn chưa hết hoàn toàn. Chấm chấm chấm. Ở nơi chân trời xa xôi trong vùng tinh không, một người đàn ông đang bay nhanh. Người này chính là thư sinh của thần điện kia. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, thư sinh đột nhiên ngừng lại, y nhìn lướt xung quanh, tinh không ở bốn phía đều không có lấy một tiếng động. Thư sinh quan sát thật kỹ bốn phía rồi nhẹ giọng nói, cô gái váy trắng. Nơi này chính là chỗ cô gái váy trắng từng xuất hiện. Một lát sau, thư sinh khẽ mỉm cười, hôm nay ta muốn gặp ngươi. Vừa dứt lời, y đã biến mất. Trong tinh không vô tận, thư sinh ngự không di chuyển. Ngay sau đó thư sinh khẽ cau mày, bởi vì y cảm nhận được có gì đó không ổn. Vùng tinh không này quá yên tĩnh. Đây là một vùng tinh không chưa biết, tinh không này cách đại thế giới huyền hoàng rất rất xa. Trên đường đi y đều sử dụng đủ các loại truyền tống trận của đại thế giới huyền hoàng, cộng thêm các kiểu bảo vật truyền tống thì mới đến được vị trí hiện tại, mà lúc này y lại có cảm giác bất an. Vũ trụ tứ duy không đơn giản chỉ có đại thế giới huyền hoàng. Mà nó rất rộng lớn, cho dù là đại thế giới huyền hoàng cũng không dám nói nắm giữ hoàn toàn cả vũ trụ tứ duy. Vùng vũ trụ này bao la vô hạn, ở một vài tinh vực không biết tên, có lẽ còn tồn tại một vài năng lực siêu cấp nào đó, ngay cả thần điện cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn xưng bá ở cả vũ trụ tứ duy. Đặc biệt là gần đây cô gái váy trắng và đám người giản tự tại xuất hiện. Những chuyện này nói cho bọn họ biết rằng ở nơi nào đó trong vũ trụ tứ duy vẫn còn có cao thủ. Thư sinh đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng âm thầm cảnh giác. Thư sinh tiếp tục đi về phía trước, càng đi vào sâu bên trong tinh không thì y càng cảm thấy có chút bất an. Ước chừng nửa canh giờ sau, thư sinh đột nhiên dừng lại, trước mặt y, cách mấy nghìn trượng, ở nơi đó có một thi thể đàn ông lơ lửng. Thi thể đàn ông cứ lơ lửng như vậy trong không trung, hai mắt trợn trừng, trong mắt vẫn còn tia khó tin, ngoài ra, giữa hai hàng mày người có một vết kiếm chém rất nhỏ. Thư sinh bước ra một bước, ngay sau đó y đã đến trước mặt người đàn ông. Nhìn người đàn ông, thư sinh khẽ nhíu mày. Bất chợt một linh hồn bay ra từ trong cơ thể người đàn ông, linh hồn này vô cùng mờ ảo, gần như sắp biến mất hoàn toàn. Người đàn ông nhìn thư sinh, bán bộ vị chi cảnh. Thư sinh ôm quyền hỏi, các hạ là? Người đàn ông hỏi ngược lại, ngươi là người nào? Thư sinh nhẹ giọng đáp, thần điện. Người đàn ông khẽ nheo hai mắt, thần điện kia của đại thế giới huyền hoàng. Thư sinh gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn sau lưng thư sinh, đại thế giới huyền hoàng cách nơi này khá xa, thế nào, thần điện các ngươi muốn vươn tay đến tận bên này sao? Thư sinh lắc đầu, đến đây chỉ là để tìm một người. Người đàn ông nhíu mày, tìm người, người nào? Thư sinh nói, một cô gái mặc váy trắng. Nghe vậy. Mí mắt người đàn ông khẽ run, người tìm nàng ta. Thư sinh nhìn người đàn ông chằm chằm, người từng gặp nàng ta. Người đàn ông hỏi ngược, người tìm nàng ta làm chi? Thư sinh nói, người này và thần điện ta là kẻ thù. Kẻ địch của thần điện. Sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên có chút kỳ quái. Thư sinh lạnh giọng nói, nàng ta ở nơi nào? Người đàn ông chỉ ra sau lưng, đi bên đó. Thư sinh liếc mắt nhìn người đàn ông, người nào giết chết ngươi? Người đàn ông lắc đầu, không liên quan đến ngươi, hỏi một chút, nàng ta là kẻ địch của thần điện ngươi. Thư sinh gật đầu. Người đàn ông cười nói, chúc ngươi may mắn. Thư sinh trầm giọng, nàng ta là ở cảnh giới nào? Người đàn ông ngẫm nghĩ, sau đó nói, có lẽ là vị chi, ngươi và nàng ta có thể chiến đấu với nhau một trận, nhưng,
ai thắng ai thua thì phải xem hai người các người phát huy thế nào rồi. Thư sinh nhìn người đàn ông, không nói gì, y bước nhanh, biến mất ở nơi không xa. Người đàn ông đứng tại chỗ đột nhiên lắc đầu cười, thần điện, một đám ngu ngốc. Vừa dứt lời, linh hồn dần dần nhanh chóng trở nên hư ảo. Người đàn ông nhìn chân trời tinh không xa xôi, lúc này, trong đầu lại xuất hiện một cảnh tượng. Đó là vào một buổi sáng, hắn ta ở trong tinh không gặp được cô gái váy trắng kia, hai người vốn là gặp thoáng qua, không nên có bất kỳ dây dưa gì. Mà ngày hôm đó, khi hắn ta gặp được cô gái váy trắng thì lập tức kinh ngạc, vì vậy hắn ta tiến lên chặn lại đối phương. Ban đầu, nàng ấy nhìn hắn ta mà không nói gì, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại có phần lạnh lùng. Hắn ta không hề để tâm nhưng có thể cảm nhận được cô gái váy trắng không hề đơn giản như vậy. Dù vậy hắn ta vẫn khá tự tin, trên thế gian này, người có thể tạo thành mối đe dọa cho hắn ta rất rất ít. Vì thế hắn ta bắt đầu bắt chuyện với đối phương. Nhưng còn chưa nói hết lời thì cô gái váy trắng đột ngột xuất kiếm rồi. Chỉ một kiếm. Thậm chí hắn ta còn chưa kịp nhìn rõ nàng ấy xuất kiếm thế nào. Sau khi cô váy trắng tung ra một kiếm đó xong thì đã biến mất nơi chân trời tinh không xa xôi. Còn hắn ta, sức sống trong cơ thể hắn ta nhanh chóng trở về số 0. Không chỉ vậy, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu tan biến. Thời khắc đó, cả người đã hóa đá. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân sẽ bị người ta giết chỉ trong gang tấc như thế. Đó là giết nhanh rút gọn. Ngay cả một chút năng lực đánh trả cũng không có. Khoảnh khắc đó, hắn ta mới thật sự hiểu rõ đạo lý dù núi cao thì còn có núi cao hơn là thế nào. Có chút không cam tâm, nhưng lại không làm được gì. Đó là một cô gái mạnh như thần. Mà khi nghe thấy thần điện muốn gây rối với đối phương, hắn ta bật cười. Cười có chút vui vẻ, ngu ngốc không chỉ có một mình hắn ta mà còn có rất nhiều người. Rất nhanh sau đó, người đàn ông hoàn toàn biến mất trong tinh không. Đây là một cao thủ không biết tên, không thể không nói, quả thật hắn ta rất rất mạnh, thế nhưng hắn ta lại gặp phải một người không nên gặp gỡ. Ở chân trời tinh không xa xôi, thư sinh vẫn tiếp tục tiến lên. Y biết, chắc chắn cô gái váy trắng rất mạnh, nhưng y chẳng những không định lùi bước mà ngược lại ý chí chiến đấu càng mạnh hơn. Tâm tư của một cao thủ. Một cao thủ thật sự thì vĩnh viễn sẽ không sợ kẻ địch mạnh, trái lại, bọn họ là sợ kẻ địch yếu. Thư sinh chợt cười nhẹ, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Vừa dứt lời, y bật cười ha ha, sau đó gia tăng tốc độ, không lâu sau, hắn hoàn toàn biến mất trong tinh không xa xôi. Tháp giới ngục. Diệp Huyên yên lặng ngồi đó, quanh người hắn hơi thở đã dần khôi phục lại bình thường. Mà lúc này, hắn đã hấp thụ toàn bộ ma thần chi tâm, không chỉ vậy mà bây giờ hắn đã đạt đến trưởng đạo cảnh. Trưởng đạo cảnh. Sau khi hấp thụ ma thần chi tâm, hắn đã trực tiếp thăng lên 3 cấp. Như vậy cũng quá kinh khủng rồi. Bản thân Diệp Huyên cũng cảm thấy có chút không dám tin nổi. Lần này, hắn không hấp thụ kiếm thì đã thăng cấp rồi. Chẳng lẽ sau này bản thân không cần phải hấp thụ kiếm cũng có thể thăng cấp? Diệp Huyên không nghĩ nhiều, bây giờ hắn đã đạt đến trưởng đạo cảnh, thần hồn và tinh thần lực được tăng lên cũng không chỉ một hai phần. Hắn bây giờ, nếu thi triển nhất kiếm vô lượng thì chắc chắn có thể miểu sát được một cao thủ đăng phong cảnh. Như nghĩ đến gì đó, đột nhiên Diệp Huyên cười khổ. Trước đó, kẻ địch mạnh nhất của hắn chính là đăng phong cảnh, nhưng bây giờ, sau khi hắn có thực lực giết chết được đăng phong cảnh thì kẻ địch hiện tại của hắn đã thay đổi rồi. Thần điện. Rốt cuộc thần điện này mạnh đến thế nào, bây giờ cũng không biết được. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể giết chết đăng phong cảnh, nhưng kẻ địch hiện tại hắn phải đối mặt đã không còn là đăng phong cảnh rồi. Một lát sau, Diệp Huyên dẹp bỏ suy nghĩ, hắn nhìn cơ thể của bản thân, trong cơ thể hắn lúc này. Ma thần chi tâm kia đã hoàn toàn biến mất, tim hắn vẫn còn là tim của bản thân, nhưng trái tim này sau khi hấp thụ ma thần chi tâm đã có sự thay đổi. Tim hắn đã trở nên mạnh hơn rồi. Ngoài ra, cơ thể hắn còn được tôi luyện bởi máu ma thần, thân xác hiện tại của hắn mặc dù không được nâng cao, nhưng so với trước đây thì đã mạnh hơn nhiều. Thân xác hiện tại của hắn đã đạt đến chí cảnh đỉnh cao, muốn đạt đến đăng phong cảnh thì còn khá khó khăn. Mặc kệ thế nào, lần này cũng thu hoạch được rất lớn.
không chỉ cảnh giới đạt đến trưởng đạo cảnh, mà thân thể cũng được cường hóa một lần, cộng thêm nhất kiếm vô lượng và kiếm thiên chu, giết chết đăng phong cảnh có lẽ không khó. Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, hắn nhìn thi thể ma chủ cách đó không xa. Nhìn thấy thi thể ma chủ, Diệp Huyên trầm mặc. Đế thi. Đây là ma thi cấp bậc cao nhất trong ma môn, mà với thực lực của ma chủ, một khi thân thể hắn luyện chế thành đế thi, lập tức có thể so với cao thủ vị chi cảnh. Nhưng từ góc độ tình cảm cá nhân mà nói, hắn không muốn lấy thi thể ma chủ luyện thành đế thi. Ngay lúc này, Liên Thiển và Viêm Già xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Liên Thiển nhẹ giọng nói, tôn trọng lựa chọn của hắn đi. Viêm Già cũng khẽ gật đầu, đây là tâm nguyện cuối cùng của hắn, thay hắn hoàn thành đi. Diệp Huyên nhìn hai cô gái, hai vị tiền bối, hai người nói cho ta biết đi, ở ngũ duy, thật sự có thể hồi sinh người khác sao? Hai cô gái trầm mặc. Diệp Huyên trầm giọng, hay đây chỉ là một trò bịp? Liên Thiển lắc đầu, cũng không hoàn toàn là lừa bịp. Diệp Huyên nhìn Liên Thiển nhẹ giọng nói, ở ngũ duy có một truyền thuyết, thanh kiếm vĩnh sinh có thể nặn lại linh hồn, tái tạo lại thân xác, hơn nữa sẽ chặt đứt nhân tiền kiếp. Quả hậu kiếp, nghe nói kiếm này có thể làm người xưa sống lại, thế nhưng rốt cuộc đây là thật hay giả thì không biết được. Ngoại trừ kiếm vĩnh sinh này, còn có một người. Diệp Huyên vội hỏi, người nào? Liên Thiển nhẹ giọng nói, chủ nhân. Chủ nhân. Diệp Huyên thấp giọng nói, chủ nhân của tháp giới ngục. Liên Thiển gật đầu, nếu thế gian thật sự có người sở hữu năng lực hồi sinh người chết, thì không ai khác ngoài chủ nhân. Viêm Già cũng gật đầu, đúng là chủ nhân có khả năng. Diệp Huyên nhìn hai cô gái, vậy chủ nhân của các người đâu? Người mạnh mẽ như vậy có lẽ sẽ không sụp đổ chứ? Liên Thiển lắc đầu, không sụp đổ, nhưng chúng ta cũng không biết người đi nơi nào rồi. Diệp Huyên đang định nói thì ngay lúc này, Liên Thiển chợt nói, chắc chắn tứ duy không có ai sở hữu năng lực hồi sinh người chết, cho dù là mạnh như cô gái váy trắng thì nàng ta cũng không thể. Đương nhiên. Nàng ta có thể làm được đến mức bảo ai chết thì người đó chết, nhưng không cách nào làm được chuyện khiến một người chết sống lại. Cho nên, chỉ có đi vào ngũ duy mới có thể phục hồi sinh cô gái trong quan tài này được, bởi vì nàng vẫn còn có một hồn một phách, cơ hội rất lớn. Nói rồi nàng ta chợt dừng lại, rồi nói, hơn nữa, với trạng thái hiện tại của người, nơi ngũ duy này, người không thể không đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đã hiểu rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.